Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 66. Lão phu là nhà khảo cổ, ông lão già nua trả lời với vẻ trầm ngâm. Triệu công tử nghe xong thì bất giác hít một hơi thật sâu, người của tiên giới nói chuyện văn vở gớm, trộm mộ thì cứ nói là trộm mộ cho rồi, còn giới thiệu cho cao sang, chắc lão này đã đào không ít mộ tổ nhà người ta rồi. Hẳn nhớ đến lão đạo áo liệm. Tên đó cũng là một chuyên viên khảo cổ nha. Nửa bầu rượu vào bụng, Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống. Cho dù bị bắt vào trong tù nhưng hắn cũng không quên ngộ đạo, cứ yên lặng đợi Ngụy Hồng tới tìm hắn nói chuyện. Nếu hẳn đoán không sai thì tên này đang cầm chiếc nhẫn ma mà nghiên cứu đấy. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính. Xác. Ngụy Hồng nửa đêm không đi ngủ, đang cầm chiếc nhẫn ma nhìn tới nhìn lui, nhưng vẫn không mở ra được. Chất liệu của chiếc nhẫn này khá đặc biệt, cấm chế bên trên càng đặc biệt hơn. Hẳn ta mày mò suốt mấy canh giờ mà không mở ra được. Thế này thì đau đầu rồi đây. Biết rõ là có bảo vật mà không lấy ra được. Triệu Bân khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngay trước đó, hắn lại lĩnh ngộ thêm một chút huyền cơ của thế giới vĩnh hằng. Trước đó chỉ khi nào khởi động thế giới vĩnh hằng mới có thể trông thấy không gian kia, bây giờ dù không khởi động vẫn có thể nhìn thấy thế giới vĩnh hằng, không chỉ trông thấy được mà còn có thể lấy đồ đạc từ bên trong tùy thích. Nếu hắn muốn, tất nhiên hắn cũng có thể tiện tay bỏ đồ vào bên trong. Mang theo không gian bên mình. Thứ này hữu dụng hơn túi trữ vật nhiều. Điều duy nhất không hoàn hảo vẫn là nó chỉ nhằm vào vật sống, bỏ vật chết vào thì không sao, nhưng vật sống không thể chui vào được. Tất nhiên, đây là không gian của hắn, hắn có đặc quyền, nhưng đặc quyền này bị giới hạn thời gian, khi nào hết giờ sẽ bị quăng ra ngoài. Thật hết cách, ai bảo hắn chỉ là tiên thể vĩnh hằng xuất ra giữa chừng chứ. Nếu hắn là tiên thể vĩnh hằng thực thụ, chắc hẳn sẽ không bị hạn chế đâu, nhất định sẽ hoàn hảo vô khuyết. Khá đấy. Triệu Bân mỉm cười trong lòng, tiếp tục lĩnh ngộ càn khôn. Hắn phát hiện một chuyện thú vị này, thế giới vĩnh hằng của hắn đang dần dần to ra, tuy tốc độ khá chậm, nhưng quả thực nó đang thay đổi. Theo hắn thấy, chắc hẳn là do huyết mạch hồi phục nên thế giới vĩnh hằng mới thoát biến. Hắn phải cảm ơn trăm năm hồng. Trần. Chính nhờ sức mạnh của trăm năm hồng trần đã mở cánh cửa cho huyết mạch hồi phục. Tiểu bối, cho lão phu một bầu rượu nữa, ta truyền cho ngươi một bộ bí pháp. Tuyệt kỹ độc môn luôn, lão thương mộ lại lên tiếng, cũng không biết là thật hay giả, động tác vuốt râu của ông ta trông cũng ra dáng lắm. Ông nói trước đi, Triệu Bân nhấp một hớp rượu. Ngươi không tin lão phu à, lão thương mộ nghiêm túc hỏi. Không tin lắm đâu, Triệu Bân cũng thật thà, có gì nói nấy. Người thường xuyên đào mộ nhà người ta, làm chuyện thất đức, liệu ông ta nói được bao nhiêu câu thật lòng? Chưa biết chừng ông ta chỉ muốn lừa rượu của hắn thôi. Nào, người qua đây. Lão thương mộ ngoắc ngoắc tay với hắn, thì thầm nói. Triệu Bân cũng tới gần góc tường, chỉ nghe thấy lão thương mộ thì thục gì đó, nói là tâm pháp nhưng không hoàn chỉnh, cũng chỉ là một đoạn tâm pháp thôi, ngắc ngứ khó hiểu, hắn nghe xong mà mơ mơ hồ hồ. Ông nói gì thế, Triệu Bân hỏi. Là tiên quyết tử phủ, tu luyện nó có thể mở tử phủ trước thời điểm, lão thương mộ vuốt tròm râu lần nữa, phong phạm bỗng chốc được đẩy lên rất cao, khi lão phu đi khảo cổ, lấy được tâm pháp này từ một ngôi mộ lớn bỏ hoang. Mở tử phủ từ trước, thật hay đùa thế. Lão phu tự mình thử nghiệm rồi, tuyệt đối không sai được. Nào tiền bối, uống thôi, Triệu công tử rất lễ độ, nhanh nhẹn đưa một bầu rượu tới. Chỉ cần bí pháp là thật, đừng nói là mời ông ta uống rượu. Dù phải cho ông ta tí máu cũng không sao, mở tử phủ trước tu vi đấy. Cũng coi như hiểu chuyện. Lão thương mộ nhận lấy bầu rượu, nói thêm một đoạn nhỏ ngoác. Triệu Bân âm thầm ghi nhớ trong lòng, tiện thể phân biệt thật giả, tay vẫn đang đưa rượu ngon cho ông ta. Lão già này nghịch ngợm ra phết đấy, không đưa rượu thì ông ta không chịu nói, cứ uống một ngụm sẽ nói một ít. Cũng may, hắn thiếu gì rượu. Lão thương mộ cũng giữ chữ tín lắm. Chỉ cần đưa rượu là ông ta sẽ nói. Bị nhốt ở trong này không ra ngoài được, chỉ biết bí pháp thôi thì có tác dụng gì. Hiếm khi tóm được một tên tiểu bối chữ hàng, đổi được bao nhiêu rượu phải cô mà đổi. Hai người này cứ lén la lén lút như ăn trộm vậy. Mỗi khi có thị vệ tới tuần tra, hai người này cực kỳ ngoan ngoãn, đợi khi thị vệ đi xa rồi lại trụm đầu với nhau. Ông ta cần rượu của hắn, ông ta truyền tiên quyết tử phủ cho hắn, giao dịch cứ thế mà tiến hành. Tới nửa đêm, hai người mới thôi lầm bầm. Ai cũng nhận được thứ mình cần. Triệu Bân lấy được bí pháp. Lão thương mộ lấy được rượu ngon,
lúc này đang ôm bầu rượu uống cho thỏa thích. Trong nhà ngục này, có một hớp rượu ngon sướng hơn mọi thứ trên đời, ông ta nín nhịn ghê lắm, bao nhiêu năm rồi không có ai mời ông ta một hớp rượu. Hay quá! Sau một hồi cảm ngộ, Triệu Bân kinh ngạc hô lên trong lòng. Vị lão bối này thú vị đấy, tiên quyết tử phủ mà ông ta truyền dạy cho hẳn quả thực có hiệu quả thần bí mở tử phủ trước tu vi. Không biết nhân tài nào sáng tạo ra bí pháp, đúng là đi tắt đón đầu, dù mới chỉ ở cảnh giới tiên nhân cũng có thể mở tử phủ. Chuyến đi này không uổng rồi. Chưa gặp được Ngụy Hồng đã nhận được cơ duyên. Nhắc đến Ngụy Hồng. Ngụy Hồng tới tìm hắn thật. Thấy vậy, lão thương mộ đang thong dong uống rượu vội vàng trốn vào góc tường, các phạm nhân khác cũng không khác gì lắm, đến độ tên quản. Ngục Tính Tình nóng nảy trông thấy Ngụy Hồng đến cũng lập tức nín thít, như thể biết được thủ đoạn của tên này. Nếu hắn ta không vui, họ sẽ sống không bằng chết. Tử Long đạo hữu, đã lâu không gặp, Ngụy Hồng ngó lơ những người khác, chỉ mỉm cười với Triệu Bân. Nói thật lòng, ta chẳng muốn gặp ngươi cho lắm, Triệu Bân chỉ mải uống rượu, không ngó ngàng gì tới Ngụy Hồng. Nhưng ta, thực sự thích ngươi lắm rồi, Ngụy Hồng không thèm giả bộ nữa, nở nụ cười nham hiểm. Tới đây chí để nói câu này, Triệu Bân rất bình thản. Tất nhiên là có việc rồi, Ngụy Hồng lấy chiếc nhẫn ma ra, mớ cấm chê của nó đi. Đó là bảo bối của ta, không thể nào để ngươi lấy được, Triệu Bân ung dung đáp. Ngươi rất không ngoan, Ngụy Hồng mỉm cười lạnh lẽo, bắn ra một tia sáng tiên, vọt vào cơ thể Triệu Bân. Thứ này đi cùng với ấn chú. Đợi khi ấn chú phục hồi, sẽ cảm thấy đau đớn đến xé ruột xé gan. Cảnh tượng Triệu Bân gào thét không hề xuất hiện. Thế nhưng Ngụy Hồng không khỏi rên rỉ. Tiếng kêu rên thê thảm của hắn ta là do cơn đau đến từ linh hồn. Đau không, Triệu Bân mỉm cười nhìn Ngụy Hồng. Ngươi, Ngụy Hồng lảo đảo lùi về sau một bước, hộc ra cả đống máu. Sau khi nhìn vào thể phách của mình, hắn ta mới biết vấn đề xuất phát từ đâu. Ba giọt máu căn nguyên của tiên thể vĩnh hằng được đưa vào cơ thể hắn ta trước đó hiện giờ biến thành ba ấn chú, giống như lạc ấn, ghim sâu vào nguyên thần của hắn ta. Thứ này là chú vĩnh thiên liên sinh, lấy huyết mạch làm gốc, lấy căn nguyên làm khế ước. Ta đau bao nhiêu sẽ trả lại ngươi gấp 10, Triệu Bân cũng rất thú vị, hẳn dựa người vào song sắt giải thích cho Ngụy Hồng. Có qua có lại trong truyền thuyết chính là như vậy đấy, ngươi cứ thử chơi đều ta nữa xem. Tên tiểu tử này, đỉnh thật đấy. Lời nhỏ của Triệu Bân tuy nhỏ nhẹ, nhưng các phạm nhân ở buồng giam xung quanh đều nghe thấy rất rõ. Chính vì nghe thấy rõ nên họ mới phải nhìn tên tiên nhân này bằng đôi mắt khác. Quá là mất nết, hắn dám tính kể với Ngụy Hồng. Đến cả lão thương mộ bên cạnh cũng không khỏi chặt lưỡi cảm thán, hóa ra đây là một nhân tài. Phụt! Ngụy Hồng đứng không vững, lại hộc ra máu thêm lần nữa. Các thị vệ tập trung lại, lao tới đỡ lấy Ngụy Hồng. Hạ chú cho ta! Người tưởng ta không biết, dùng một khối huyền thiết cửu tinh hàng giả mạo để lừa ta, người tưởng ta không nhận ra, Triệu công tử vẫn đang nói, hẳn thong dong uống rượu, cũng nhàn nhã xem kịch. Đối với hắn mà nói, cơn đau từ luồng sáng của Ngụy Hồng dường như chẳng khác gì gãi ngứa cả. Đến cả cơn đau khi luyện thế mà hắn còn cầm cự được thì thứ này khác gì trò trẻ con, nhưng trò trẻ con trong lời hắn kể mà phát tác trên người Ngụy Hồng lại là cơn đau tím ruột tím gan, huống hồ cơn đau đó còn nhân lên 10 lần. Mở cửa, lôi hẳn ra ngoài cho ta. Ngụy Hồng nổi cơn lôi đinh như ác quỷ, mặt mũi vặn vẹo khó coi, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên. Trước giờ chỉ có hắn. Ta tính kế lên đầu người khác, bây giờ lại bị một tiên nhân tính kế, hẳn ta làm sao có thể nhẫn nhịn được. Mệnh lệnh hạ xuống. Hai tên thị vệ vội vàng xông tới. Thế nhưng, không đợi chúng mở cửa, Triệu Bân đã mở thiên cháo hộ thể, mà bên trong thiên cháo dung hợp cả diễn thiên võ quyết. Uy thế được hắn cưỡng ép kéo tới cảnh giới động hư thoáng chốc phá vỡ phong ấn. Đùng, phụt, hai tên thị vệ vừa mới lao tới đã bị hất văng ra ngoài. Cùng cảnh ngộ bị hất văng còn có Ngụy Hồng, bởi vì hắn ta không hề đề phòng nên bay vọt ra ngoài, còn chưa kịp tiếp đất thì Triệu Bân đã vọt đến như một bóng ma, không nói thêm nửa lên, giơ tay lên là một chưởng chân áp. Á, Ngụy Hồng điên cuồng gào thét, định đột phá vòng cấm của hắn. Thế nhưng Triệu công tử còn nhanh hơn, hắn lấy vài trăm lá bùa ra khỏi thê, giới vĩnh hằng, toàn là bùa phong ấn cao cấp mà hắn chuẩn bị từ vài ngày trước. Thứ này được chuẩn bị riêng cho Ngụy Hồng, phong ấn hắn ta chết cứng thì thôi. Cái nhân này ta đeo vẫn hợp hơn. Triệu Bân phất tay, lấy lại chiếc nhẫn ma của mình. Tiện thể, hắn còn dùng tiên thuật trộm cắp lấy hết mọi bảo vật trên người Ngụy Hồng,
kể ra cũng giữ thể diện cho Ngụy Hồng lắm rồi đấy, nếu không, đến cả bộ y phục này cũng lột ra luôn giúp hắn ta. Triệu Tử Long, người đáng chết, Ngụy Hồng nghiến răng nghiến lợi. Triệu Bân là một kẻ khó ở, rất ghét phải nghe người khác hô hào trước mặt mình, bèn giơ tay lên, tát một cái giòn tan, đánh lệch cả bản mặt tuấn tú của Ngụy Hồng, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Thiếu thành chủ, không muốn hắn ta chết thì ngoan ngoãn đi. Triệu Bân dùng sức mạnh căn nguyên biến ra một thanh sát kiếm, gác lên vai Ngụy Hồng. Chiêu này hữu dụng đấy, đám thị vệ có mặt ở đó dù là cảnh giới huyền tiên hay động hư cũng không dám làm bậy. Thiếu thành chủ mà bị thương thì thành chủ sẽ nổi điên mất. Chỉ trách biến cố ập đến quá nhanh, nhanh tới nỗi không ai kịp trở tay. Đừng nói là cảnh giới huyền tiên, đến cả cao thủ động hư cũng không phản ứng kịp. Họ chấn động. Họ sửng sốt. Tiểu tiên nhân này làm thế nào mà phá vỡ phong ấn được? Đỉnh thế. Các phạm nhân bám vào song sắt mà chậc lưỡi cảm thán. Bây giờ đến cả ánh mắt nhìn Triệu Bân của ba tên thích giả bộ kia cũng tràn ngập vẻ sùng bái rồi. Đây là không vào hang cọp sao bắt được cọp con trong truyền thuyết đó sao? Hắn cam tâm tình nguyện bị bắt, vậy mà uy hiếp được thiếu thành chủ Nam Thiên trong đại lao của thành, phải can đảm cỡ nào, phải tính toán chi ly tới cỡ nào chứ? Còn nữa, sao tên tiên nhân này mạnh đến vậy nhỉ? Bao nhiêu phong ấn như thế, nói mở là mở được luôn. Mau, thông báo cho thành chủ. Không ít thị vệ dùng tới bùa chú, từng lá bùa cắm thẳng lên bầu trời. Không ít người trong thành ngẩng đầu nhìn về phía đại lao. Có người vượt ngục à? Ai mà to gan lớn mật thế? Những âm thanh bàn tán đầy kinh ngạc vang vọng phố phường, bóng người như những con suối tập trung về phía đại lao. Họ muốn xem thử kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám vượt ngục ở thành Nam Thiên, đối phương không sợ chết sao? Khi họ đến nơi, đúng lúc trông thấy một người ra khỏi đại lao. Người trong thiên hạ trông thấy mà sững sờ, mẹ kiếp, đó là Triệu Tử Long đúng không? Hắn là tội phạm vượt ngục. Người mà hắn uy hiếp là thiếu thành chủ Nam Thiên sao? Đây là cảnh tượng gì thế, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không ai đưa ra đáp án. Cũng không ai biết được ngọn nguồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng hình ảnh vô pháp vô thiên này khiến tất cả mọi người phải run rẩy. Đây là thành Nam Thiên đấy. Bất chấp xông ra khỏi ngục thì thôi chứ, lão hồ còn uy hiếp Ngụy Hồng, lá gan của tên tiểu tiên nhân này cũng lớn quá nhỉ. Bao vây đại lao cho bản tôn. Một tiếng quát lớn vang lên, sau đó lại có một người đàn ông trung niên mặt mãng bào bộc phát sát khí cuộn cuồng xông tới. Ông ta chính là thành chủ thành Nam Thiên, cha của Ngụy Hồng, Ngụy Thường Viêm. Không chỉ có một mình ông ta mà còn có một số lớn thị vệ trong thành cũng đang xông tới đây cùng không ít cường giả trong phủ thành chủ, trong đó có rất nhiều cường giả cảnh giới động hư, ngoài ra còn có vài cường giả cảnh giới thái hư, mà đó chỉ là mặt ngoài. Chỉ có quỷ mới biết được còn có bao nhiêu cường giả đại thần thông đang ẩn thân trong bóng tối vây chặt nơi này. Triệu Tử Long, lá gan của ngươi thật lớn, Ngụy Thường Viêm quát lớn. Người không động đến ta thì ta cũng không động đến người, Triệu Bân thản nhiên nói thẳng. Hắn vẫn có thể bình tĩnh là bởi vì tất cả những chuyện này đã nằm trong dự tính của hắn, việc bắt giữ Ngụy Hồng làm con tin cũng là một trong số những kế hoạch của hắn, đây chính là quân bài cứu mạng của hắn. Nắm được tên này trong tay thì còn ai dám làm sằng làm bậy, trong trường hợp xấu nhất thì hắn vẫn có thể trốn vào trong giới vĩnh hằng, còn nếu như không thể thoát được thì hắn cũng không ngại khai triển một hồi thiên kiếp. Thả con trai ta ra. Tiền bối nghĩ ta là kẻ ngốc hay sao? Thả hắn ta ra để ta chết nhanh hơn sao? Vậy ngươi nghĩ tối nay ngươi có thể thoát được sao? Ngụy Thường Viêm hừ lạnh nói. Cùng lâm thì đồng quy vu tận, Triệu Bân bình tĩnh nói sau đó liền tháo một cánh tay của Ngụy Hồng xuống ngay tại chỗ. Đây là chuyện mà hẳn vẫn thường làm, trong bất cứ cục diện nào, đối với bất cứ kẻ nào, nếu như không nhìn thấy một chút máu thì cũng không chịu nghe lời. Ngươi, có thể mớ trận tinh không ra không? Triệu Bản cắt ngang lời Ngụy Thường Viêm, đây là mục đích của hắn, có Ngụy Hồng trong tay thì hắn liền có thể uy hiếp thành chủ mớ trận tinh không ra, hắn có sứ mệnh chẽn người cho nên không thể mặc kẹt mãi ở đây, nhưng Hân lại càng không thể ra khỏi thành bới vì bẽn ngoài thành đang có rất nhiều người trực chờ Hân. Hắn bắt buộc phải rời đi bâng trận tinh không? Tử Long tiểu hữu, đừng làm sảng bậy. Nam Thiên chân nhân đã đến, lão ta cũng không ngờ cục diện sẽ trở thành như vậy. Hoa Tiên chân nhãn cũng đã đến, óng ta cũng vô cùng kinh hãi, Khương Vấn Thiên đến sau cũng sửng sốt, không phải hắn đã đi rồi sao, sao bây giờ lại xông vào đại lao, còn bắt giữ Ngụy Hồng làm con tin. Vãn bối cũng không muốn làm chuyện này,
là do hắn ta gài bẫy ta trước. Triệu Bân thản nhiên nói một tiếng, kiếm căn nguyên trong tay lại càng bộc phát sát ý nồng đậm. Không có ai nghi ngờ lời nói của Hân, tất cả mọi người trong thành này đều biết bản tính của Ngụy Hồng, hắn ta là một kẻ mưu mô tàn nhẫn, bao nhiêu năm nay có biết bao nhiêu người chết thảm trong tay hắn ta, tính toán số lượng chắc cũng gần cả ngàn người, ai bảo cha của hắn ta lại là thành chủ chứ? Triệu Tử Long nói Hân ta gài bẫy mình thì 89 phần chắc chắn là sự thật, bằng không Triệu Tử Long cũng sẽ không gây ra cục diện lớn như vậy, ai lại rảnh rỗi tự mình đi tìm kích thích chứ? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, Hoa Hoa lão đạo cũng có mặt ở đó. Đế cho ta đi thì ta sẽ thả hắn ta, Triệu Bân lạnh lùng nói. Người muốn chết, Ngụy Thường Viêm hiển lộ sát ý, ông ta rất ghét bị kẻ khác uy hiếp. Phụt, một luồng huyết quang khác lại hiện ra. Cánh tay còn lại của Ngụy Hồng cũng bị tháo xuống, tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên, cánh tượng cũng vô cùng đẫm máu, ai cũng biết Ngụy Hồng ra tay tàn nhẫn, thật không thể tưởng tượng nổi tên tiểu tiên nhân này còn tàn nhẫn hơn cả Hân ta. Sinh mệnh của bọn ta gắn liền với nhau, ta chết thì hắn cũng phải chết. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói ra một câu ngắn gọn. Chỉ một câu này là đủ, tất nhiên là hắn đang nói với Ngụy Thường Viêm, ông phải xử sự cẩn thận một chút. Nếu như ông dám làm sằng làm bậy thì đứa con trai bảo bối của ông cũng sẽ cùng ta xuống địa ngục. Quả nhiên, lời nói này rất có tác dụng. Ngụy Thường Viêm thực sự sợ hãi. Càng trì hoãn càng xảy ra nhiều biến cố hơn. Ông ta cũng không muốn con trai mình chết. Khai trận, thành chủ ngay lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả mọi người có mặt cũng rất hiếu ý nhường đường cho Triệu Bân mang theo Ngụy Hồng đi qua, không có ai ngăn trở mà cũng không có ai dám tiến lên ngăn trở trong cục diện này. Lại càng không có ai dám âm thầm đánh lén Triệu Tử Long, xem sắc mặt thành chủ đã giữ đến dọa người, kẻ nào dám ra tay chắc chắn sẽ bị giết chết. Đám đông tràn ra hai bên như nước chảy. Một con đường lớn rộng rãi đã được nhường cho Triệu Bân đi qua. Cũng may, đại lao không quá xa trung tâm thành. Quan trọng hơn là Triệu công tử đi rất nhanh, dù đang bắt giữ Ngụy Hồng làm con tin nhưng tốc độ của Hân vẫn nhanh như chớp, phía sau còn có bóng người mênh mông tràn theo như thủy triều. Có người đến xem kịch hay, cũng có người căng thẳng theo dõi cục diện. Trung tâm thành. Trận tinh không đã được mở ra. Triệu Bân đưa Ngụy Hồng đến tế đàn, đứng ở bên cạnh đại trận, hắn như một vị đế vương nhìn xuống mặt đất phía dưới, bên dưới có rất nhiều cường giả nhưng không có kẻ nào dám hành động hấp tấp. Thả người, Ngụy Thường Viêm tức giận hét lên, đã không thể kìm được sát khí nữa. Người ở bên trong, đi ra ngoài đi, Triệu Bân không nhìn Ngụy Thường Viêm mà liếc nhìn trận tinh không. Hắn biết bên trong có một người đang ẩn thân, đó là một cường giả cảnh giới thái hư, mục đích của người đó cũng rất rõ ràng, chính là chờ để tập kích hắn. Mặc dù người đó đã ẩn thân rất kỹ nhưng cũng khó tránh khỏi thiên nhãn của hắn. Ông, thật sự đã có một người bước ra khỏi trận tinh không? Triệu Bân không đoán sai, đó quả nhiên là một cường giả thái hư. Ánh mắt của người đó nhìn Triệu Bân lộ ra vẻ kỳ quái, cảm chi lực của tên nhóc này. Thật sự quá khủng bố. Ông ta đường đường là cường giả thái hư mà lại bị một tiểu tiên nhân bắt được khí tức. Chậc chậc, những người chứng kiến cũng vô cùng thổn thức. Ngụy Thường Viêm đúng là mưu mô xảo quyệt, không ngờ ông ta là ổ phái người chờ Triệu Tử Long ở trong trận tinh không. Đáng tiếc, mưu mô đó đã bị Triệu Tử Long phát hiện. Nếu như hẳn không phát hiện mà bước vào trận thì không bị bật là ổ mới là lạ. Thả người. Sắc mặt Ngụy Thường Viêm vô cùng dữ tợn, lại quát lớn một tiếng. Triệu Bân lúc nào cũng có đạo đức nghề nghiệp, hắn vừa lui vào trận tinh không thì đã một cước đá văng Ngụy Hồng ra ngoài. Hắn dùng lực mạnh đến mức phá vỡ căn cơ của Ngụy Hồng, thanh âm vỡ nát vang lên nghe vô cùng đau đớn. Đi đâu? Có hai lão già đồng loạt xông vào. Bọn họ đều có cảnh giới thái hư, mục đích của bọn họ không phải là đuổi giết Triệu Bân mà là muốn phong ấn hắn. Bọn họ hoàn toàn có khả năng làm được chuyện này, có thể phong ấn tiểu tiên nhân chỉ trong một kích, thậm chí còn không cho hắn có cơ hội tự sát. Phải biết rằng sinh mệnh của Triệu Tử Long gắn liền với sinh mệnh của thiếu thành chủ, không thể tuyệt sát mà chỉ có thể phong ấn. Đợi bắt được hẳn trở về, thì những chuyện còn lại đều rất dễ dàng. Soạt, trong thông đạo không gian, Triệu Bân như một tia chớp. Từ khi luyện võ đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào trận truyền tống thế này, đúng là kỳ quái, cũng rất huyền ảo, không biết ai là người thần thông quảng đại như thế, dựng lên thông đạo không gian giữa hai cổ tinh. Soạt. Soạt. Phía sau, hai lão giả cảnh giới thái hư vẫn bám theo không tha. Sau lưng hai người họ còn một đám người rất đông, đa số là cảnh giới động hư,
cũng có cảnh giới thái hư, cũng không hẳn đều là người của phủ thành chủ, cũng có người của thế lực khác, chẳng hạn như oan gia cũ của Triệu Bân, Vấn Thế Tông, đám người đó vẫn còn tranh cãi nhau về việc có lấy mạng hay không, bởi vì đó chính là tiên thế vĩnh hằng, từ trên xuống dưới đều là bảo bối. Giam. Lão giả thứ nhất cách không ném ra đòn giam cầm. Gần như cùng lúc đó, lão giả thứ hai cùng tung ra đại thuật phong ấn. Triệu Bân còn chẳng thèm nhìn tới, dùng thiên nhãn thuấn thân thoải mái né đi, nhìn lại vẻ mặt giật mình của hai lão giả thái hư, tiểu tiên nhân này dùng bí. Pháp gì mà lại có thể nhảy qua không gian, đó là điều họ không thể đoán trước được. Muốn Ngụy Hồng chôn cùng với ta ư? Triệu Bân lạnh lùng nói, đó là lời đe dọa hàng thật giá thật. Những lời đó đầy uy hiếp, ít nhất với hai lão giả mà nói thì vẫn còn kiêng dè, nếu đối phương tự sát, Ngụy Hồng cũng phải chôn cùng ư. Bọn họ đã đánh giá thấp tiên nhân này quá rồi, cứ tướng một đòn có thể giải quyết, không ngờ tiểu tử đó lại né được, nhảy qua không gian khiến họ bất ngờ không kịp đề phòng. Đừng để hắn chạy mất. Bắt sống cho lão phu. Hai lão giả thái hư thoáng do dự, nhóm người đuổi giết phía sau lại không có những băn khoăn đó, một đám ào ào ập tới, khiến thông đạo không gian cũng rung lắc, thiếu thành chủ Nam Thiên sống hay chết họ chẳng cần quan tâm, họ chỉ cần tiên thể vĩnh hằng, dù không bắt được cũng không để cho hắn thoát. Triệu Tử Long quá yêu nghiệt. Cho hắn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ thành đại họa. Bóp chết từ trong trứng nước là điều cần thiết. Giết ta. Triệu Bân thầm cười lạnh. Hắn còn quân bài tẩy chưa lật đây cơ mà. Sau lưng có tiếng hét to, là một lão già lùn, khí tức còn mờ ảo hơn cả Nam Thiên chân nhân, đó là cảnh giới thái hư hàng thật giá thật, thực hiện bí pháp tạo thành một trường khổng lồ đen thùi đánh về phía Triệu Bân. Ta đột. Triệu Bân lại thoát được một đòn vây bắt đầy hung hiểm. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã thấy thanh niên tử bào đuổi tới, đừng thấy người đó có hình dạng của thanh niên mà lầm, thật ra là một lão già, có lẽ đã dùng đan dược giữ gìn tuổi xuân, trong tay là luồng khí màu tím, tạo thành kiếm khí lạnh như băng, đây nào có phải là bắt người, rõ ràng là chiêu thức giết người mà. Vẫn chưa hết, không chỉ mình thanh niên tử bào kia đuổi tới, mà còn rất nhiều lão giả. Một đám cảnh giới thái hư cũng nhanh chóng tung ra những đòn tuyệt diệt, bọn họ không có được thì không một kẻ nào được phép chiếm lấy. Rầm, ầm ầm, thông đạo không gian nhanh chóng chìm vào những đòn tấn công, đao mang kiếm quang, chướng ấn quyền ảnh. Đây trời, chỉ vì một tiểu tiên nhân, một đám cảnh giới thái hư lại ập tới, thật nực cười. Phụt, màu máu vàng lại hiện ra. Chờ nhỏm cao thủ kia đuổi tới thì nơi này đã không còn Triệu Tử Long, chỉ còn một vầng mây máu màu vàng. Có lẽ là kiếm ý của thanh niên tử bào quá mạnh mẽ, huyết khí bay đầy trời đều hóa thành cho bụi. Đáng chết! Các ngươi giết hắn rồi! Sắc mặt cao thủ phủ thành chủ đều lạnh như băng, mấy lão già này độc ác quá rồi đó, giết Triệu Tử Long thì không sao, nhưng thiếu thành chủ của bọn họ cũng phái chôn cùng. Sai rồi! Xuống tay nặng quá rồi! Nhóm cảnh giới thái hư kia hít sâu một hơi, bọn họ đều là diễn viên, rõ ràng là chạy tới giết người, lại làm ra vẻ tự. Trách, ai không biết lại tưởng họ lỡ tay giết lầm. Trên thực tế, Triệu Bân không chết. Khoảnh khắc trước khi chúng chiêu, hắn đã trốn vào giới vĩnh hằng, về phần máu màu vàng đó thì tất nhiên là hẳn cố tình tạo ra, không riêng cho giống, không có chút máu thì làm sao lừa được mấy lão cáo giả này. Nay hắn trốn trong giới vĩnh hằng thật sự rất an toàn, ở đây có nhiều cao thủ như thế, lại không có ai phát hiện ra. Này thì đuối theo này. Ánh mắt Triệu Bân xuất hiện tia sáng lạnh. Dẫn xuất chú Vĩnh Thiên Liên Sinh. Dù chú này không thể lấy mạng Ngụy Hồng, nhưng đủ để hắn ta chịu đủ, thêm vào đó là trước đó bị hắn cắt đứt căn cơ, vết thương chồng chất, không nằm nghỉ dưỡng một vài năm thì đừng hòng bước xuống giường. Thành Nam Thiên. Dưới tế đàn đông nghịt người. Rất nhiều người lớn tuổi đi tới trước trận tinh không, ló đầu vào quan sát, nhưng tầm nhìn quá ngắn, thông đạo không gian lại kỳ quái, một là khoảng cách quá xa, với đạo hạnh của bọn họ không thể thấy rõ hư thật. Nhưng có vẻ kết cục cũng không khó đoán, nhiều cao thủ cùng đuổi giết Triệu Tử Long, e là giữ nhiều lành ít. Hồng, Ngụy Thường Viêm gào lên, tiên lực quay cuồng. Nhìn lại đứa con trai bảo bối kia thì cả người hẳn ta đầy máu, căn cơ đứt đoạn, nguyên thần cũng tổn thương nặng, đang đứng bên bờ sinh tử, ông ta đang cố gắng dùng căn nguyên đế chữa thương, cố gắng cứu lại tính mạng con mình. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát, nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt. Trong lòng mọi người đều xuất hiện câu nói đó. Thiếu thành chủ thành Nam Thiên cũng không phải hạng tốt lành gì, ỷ mình có núi dựa vững chắc, bình thường cũng hay giễu võ dương oai trong thành, không biết đã lặng lẽ giết chết bao nhiêu người,
lẽ ra phải gặp báo ứng, lại làm ra mấy chuyện thiếu đạo. Đức như thế. Ông. Trận tinh không có một đám người bước ra. Ánh mắt mọi người đều đong đầy vẻ hóng hớt. Triệu Tử Long đâu? Không có ai cho câu trả lời. Không thấy Triệu Tử Long, đó chính là đáp án. Hả? Cao thủ phủ thành chủ đều khó hiểu. Triệu Long chết thì tại sao Ngụy Hồng vẫn còn sống? Chúng ta đều bị lừa rồi ư? Lớp người già liếc nhìn nhau. Có thể thấy, bọn họ đều bị lừa cả rồi, từ đầu đến cuối chẳng có gì gọi là sinh mệnh tương liên, rõ ràng là Triệu Tử Long muốn bảo vệ bản thân mới lôi ra cái cớ đó, trước kia lại không người nào phát hiện. Không sao cả. Dù sao Triệu Tử Long cũng chết rồi. Có người mừng. Cũng có người lo. Nam Thiên Chân Nhân thở dài một tiếng, một mầm non tốt như thế, tại sao phải chết? Cùng thở dài với ông ta chính. Là Khương Vấn Thiên và Hoa Tiên Chân Nhân, nói thật, bọn họ cũng vừa mắt tiểu tiên nhân đó lắm. Triệu Bân, Trướng Giáo Thiên Tông, Vũ Hoa Tiên thong thả đến chậm, lời thì thầm đó cũng chỉ có mình bà ta nghe thấy. Đúng vậy, bà ta chính là bản tôn của Ngọc Cẩn, trong thời gian bế quan đã thu hồi hóa thân của mình ở phàm giới, cũng có được trí nhớ của hóa thân, mà ký ức đó khắc sâu nhất chỉ có hai người, thứ nhất là Bát Nhã, thứ hai là Triệu Bân. Người thứ nhất là đồ đệ của bà ta ồ phàm thế, một kẻ khác là người đã giết chết đồ nhi của bà ta. Thì ra, Triệu Tử Long đến từ phàm giới. Hắn lại dám xông qua Hồng Trần lộ. Thế nhưng vị tiên đầu tiên của Hồng Trần lại chết như thế, nếu người thân bạn bè của hắn ở phàm giới biết được, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, có lẽ vì hóa thân đã quấy nhiễu tinh thần bà ta, nên tim bà ta cũng chợt nhói lên. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Bên này, Triệu Bân vẫn lao đi như một cơn gió trong thông đạo không gian, liều mạng chạy về phía đối diện, lần trốn chạy này đã nằm trong kế hoạch của hắn, biến cố duy nhất chính là trận tinh không này, nên biết rằng thành Nam Thiên bên kia đã đóng trận tinh không thì thông đạo không gian cũng sẽ biến. Mất, hay có thể nói là hắn sẽ bị không gian hất văng ra ngoài, thời gian còn lại không nhiều lắm. Đúng là nhắc cái gì lại gặp cái đó. Thông đạo chợt ầm ầm run lên. Tiêu rồi, hắn đã bị ném ra khỏi không gian. Khi xuất hiện lại lần nữa thì đã là một bầu trời sao, bước chân hắn không vững, suýt chút nữa ngã nhào, vì trận tinh không đã đóng lại nên hắn bị ném vào khe hở không gian, cả người toàn vết máu. Chờ đến khi đứng vững mới đảo mắt nhìn quanh. Đập vào mắt hắn chính là biển trời sao sâu thăm thẳm. Hắn cầm kính viễn vọng cố gắng nhìn thật xa, hắn bị ném ra từ thông đạo không gian, thông đạo đó lại dẫn từ Bắc Đầu Tinh đến Bắc Cực Tinh, tính lại đường đi, có lẽ cũng sắp đến Bắc Cực Tinh rồi. Quả nhiên, cuối tầm mắt hẳn có thể lờ mờ trông thấy một ánh sao le lói, như một điểm sáng nhỏ, nếu hắn đoán không sai thì đó hẳn là Bắc Cực Tinh, vì khoảng cách quá xa nên mới nhỏ bé như thế. Tiếp theo, hắn phải tự bay tới đó rồi. Nếu tính dư ra một chút thì cao lắm là 10 ngày nửa tháng hân có thể đến Bắc Cực Tinh, hắn tính toán rất cẩn thận, cuối cùng đã trốn thoát khỏi thành Nam. Thiên, tuy là mọi thứ có hơi lệch khỏi quỹ đạo nhưng vấn đề chỉ là thời gian. Triệu Bân nuốt một viên đan dược, đi thẳng về phía đó. Trong khoảng thời gian này, hắn thầm học được Tử Phủ Tiên Huyền. Thủ pháp này vô cùng kỳ dị, một vòng thiên vận xoay chuyển, cả người nóng hôi hổi, nhất là đan hải, hệt như đang bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng đan hải của hắn lại dần lớn lên, tiên lực và lực huyết mạnh cũng lượn lờ bên trong. Thú vị! Hai mắt Triệu Bân sáng rỡ, tiếp tục thực hiện. Lần này, đan hải của hắn lại có động tĩnh lớn hơn. Có sấm sét rền vang, có mưa rơi xuống, cũng có những dị tượng cổ xưa xuất hiện, thiên lôi cứ nhảy nhót bay lượn khắp nơi, Long Uyên cũng không chịu ngồi yên, vui vẻ trong đan hải của hắn, còn lén chém cho thiên lôi một kiếm, khiến thiên lôi cứ phái chửi má nó. Lột xác. Rất thong thả. Quá trình này cũng cần thời gian. Triệu Bân có thể chờ được. Bay suốt mấy ngày đêm, hân vẫn di chuyển không ngừng. Bấy giờ nhìn lại, đan hải đã khổng lồ lắm rồi. Như quả bóng được bơm hơi quá căng, có thể sẽ nổ tung, cảm giác đó không hề tốt một chút nào, tâm mạch và gân cốt bị đâm vào khiến nó đau đớn dữ dội. Mớ cho ta! Triệu Bân hét lên trong lòng, lại thực hiện Tử Phủ Tiên Huyền. Sau đó là tiếng vỡ vụn vang lên, đan hải của hắn đã nổ tung, tạo thành một mảnh hỗn độn, trông như một mảnh thiên địa vừa hình thành, có tiên khí bay lên, tạo thành vòm trời, cũng có tiên lực lắng đọng, hình thành mặt đất. Bốp! Bốp! Vì mớ tử phủ nên tu vi của hắn đã có tiến bộ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã lao thẳng lên tiên nhân đỉnh phong, từ xa nhìn lại,
trông hắn không còn là một hình người nữa mà là một ngọn lửa bùng cháy, có tia lửa điện ré rách không gian, còn chói mắt hơn cả ánh sao, bản thân hắn cũng không kịp trở tay, không ngờ mở được tử phủ lại có được những cơ duyên thế này. Nhìn lại tử phủ, nó vẫn còn đang tiến hóa. 2-3 ngày sau hắn mới chậm rãi diễn biến thành một thế giới nhỏ, có thể thấy những ngôi sao điểm xuyến, cũng có thể thấy ánh trăng treo trên cao, cùng với mặt trời chói mắt, từ trên cao nở rộ hàng ngàn hào quang, cả tử phủ đều dồi dào tiên lực, nhiều hơn lúc trước rất nhiều, cả người đều chứa đầy sức mạnh. Thành công rồi. Triệu Bân lập tức vui vẻ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Để mở được tử phủ, hắn đã liều cả mạng của mình trong suốt những ngày qua. Đúng là tử phủ có khác biệt rất lớn với đan hải, dung tích lớn hơn nhiều, cũng chứa được nhiều tiên lực hơn, sức mạnh hắn có thể điều động được cũng tăng lên rất nhiều. Thế giới nhỏ cũng trở nên lớn dần cùng với tu vi của hắn, cũng tiếp cận với ngộ đạo, nhưng dáng vẻ cuối cùng thì phải tìm hiểu tường tận mới biết được, mà quá trình đó cũng là một con đường nghịch thiên. Soạt, gặp được chuyện vui, con người ta cũng trở nên vui vẻ hơn. Tốc độ phi hành của Triệu Bân nhanh hơn trước rất nhiều. Bầu trời sao? Mênh mang vô tận. Triệu Bân như một hạt cát lao đi trong bóng tối, đốm sáng ở Bắc Cực Tinh chính là điếm đích của hắn. Hắn vẫn không rảnh rỗi, dọc đường liên tục nhìn vào tử phủ. Đây là thế giới nhỏ trong cơ thể hắn, khí sinh linh dồi dào đến lạ thường. Đùng! Khi hắn đang nhìn thì đột nhiên trông thấy một vết nứt lớn của không gian. Triệu Bân vô thức liếc qua, trông thấy một người đầm đìa máu tươi nhảy ra khỏi vết nứt. Cũng không biết là hứng chịu quá nhiều vết cắt từ không gian hay bị người ta đánh cho thê thảm mà từ đầu đến chân toàn là máu. Binh! Bầu trời đầy sao bị nện cho nổ đi đùng, khí vận đáng sợ lan ra xung quanh. Triệu Bân chịu ảnh hưởng, hắn bị hất văng ra ngoài. Trong lúc văng ra mới trông thấy hóa ra đó là lão chọc đầu, trên tay còn cầm một thanh kiếm bằng vàng sáng bóng. Cuồng Anh Kiệt, mẹ kiếp, người bị điên hả? Tiếng chửi ầm ĩ của lão chọc đầu vang vọng khắp bầu trời. Có lẽ vì gã đã dùng sức quá đà, cũng có thể là vết thương quá nặng nên sau đó phun ra một búng máu to. Không gian biến động ư, Triệu Bân lẩm bẩm. Chuyện này, hắn đã gặp ở phàm giới mấy lần rồi. Chắc hẳn lão chọc đầu kia đến từ một nơi rất xa xôi, bị dịch chuyển tới bầu trời này. Điều này không quan trọng. Quan trọng là lão chọc đầu kia rất mạnh. Nhìn khí vận của lão, có vẻ là cảnh giới động hư, còn động hư tầng mấy thì hắn không thấy rõ lắm. Tóm lại, kẻ này không trêu vào được. Cứ đi là tốt nhất. Triệu Bân tránh tinh không đó, lướt ra bằng tốc độ cao nhất. Đi xa lắm rồi mà hắn vẫn loáng loáng nghe thấy tiếng chửi bới của lão chọc đầu. Hắn không dám chậm trễ, điên cuồng bay hết 3 ngày trời. Lúc này nhìn lại, Bắc Cực Tinh đã to hơn lúc đầu rất nhiều. Quỳnh! Sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng rung của kiếm. Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại. Có thể trông thấy một thanh phi kiếm khổng lồ với một người ngồi trên đó. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là lão chọc đầu trước đó hay sao? Chắc hẳn lão lần đầu tới tinh vực này nên cầm theo bản đồ, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải như đang phân biệt phương hướng. Tốc độ của lão chọc đầu nhanh đến kỳ quặc, chỉ chớp mắt đã tới tinh không này, chẳng khác gì một luồng sáng xẹt qua người Triệu Bân. Lão còn liếc mắt nhìn hắn một cái, biểu cảm không hề thay đổi. Vừa mới bay qua. Lão lại quay trở về, đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới, sau cùng ánh mắt dừng ở bụng dưới của Triệu Bân. Đây là một tiên nhân mà nhỉ, tại sao lại có tử phủ? Có lẽ vì tò mò nên lão phất tay, lôi Triệu Bân lên trên phi kiếm, nhìn hẳn như nhìn con khỉ trong vườn thú, thỉnh thoảng còn giơ tay nắn nắn cánh tay hay bắp chân của hắn. Có lẽ là thiên phú dị bẩm, cốt tủy kỳ lạ, một hạt giống tốt phù hợp với việc tu luyện. Lão đang nhìn, Triệu Bân cũng đang nhìn. Trước đó khoảng cách quá xa, không nhìn rõ lắm, bây giờ nhìn lại, hình như kẻ này không phải nhân tu, bản thể chắc hẳn là một con rồng, huyết thống không mạch lỏng, chắc chỉ là chi nhánh bảng hệ của long tộc. Thú vị đấy, lão chọc đầu sờ cằm. Tiền bối, ông sẽ không ăn cướp của ta chứ, Triệu Bân tỏ ra vô hại. Ngươi cũng phải có bảo bối gì để ta cướp chứ, lão chọc đầu hít một hơi thật sâu, từ lâu đã thấy rõ, trên người tiên nhân này ngoại trừ bộ quần áo ra giường như chẳng có thứ nào khác. Lão hành tấu tinh không bao nhiêu năm nay, lần đầu trông thấy một vị tiên nghèo đến thế, khiến lão cũng muốn thưởng cho kẻ này vài trăm tinh thạch. Nói thật lòng, vãn bối vừa mới bị cướp xong. Một khi dòng máu kịch nghệ trào lên, Triệu Bân sẽ nghiêm túc nói bậy. Hắn có bảo bối chứ?
bảo bối của Hân bỏ hết ở thế giới vĩnh hằng rồi nè. Tất nhiên, nếu lão chọc đầu khăng khăng đòi cướp của hắn, hắn chỉ có thể tới thế giới vĩnh hằng lánh nạn thôi. Một tiên nhân tới tinh không dạo chơi, bị cướp cũng đáng đời, lão chọc sách bầu rượu, uống ửng ực. Triệu công tử không có ý định chạy, ngồi ngay ngắn trên phi kiếm. Phương hướng mà lão chọc đầu đang đi là Bắc Cực Tinh. Hắn được đi nhờ một chuyến. Bởi vì tốc độ của phi kiếm này thực sự rất nhanh. Mở tử phủ như thế nào đấy, nửa bầu rượu vào bụng, lão chọc đầu mới hỏi. Ta sinh ra đã có rồi, Triệu Bân đã chuẩn bị sẵn nội dung. Lão chọc đầu sờ cằm, ánh mắt lấp lánh, ngươi là người của thiên tộc. Ta cũng quên rồi. Triệu Bân xoa xoa mi tâm, diễn hết một lượt trạng thái mất trí nhớ vô cùng vi diệu, còn về thiên tộc gì đó, hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ, nhưng nhìn biểu cảm của lão thì biết ngay đó là một dòng truyền thừa rất đáng sợ. Lão chọc đầu vẫn còn đang nhìn, trông có vẻ như định xin Triệu Bân ít máu. Tiền bối, ông có nghe nói tới Đại La Tiên Tông chưa? Triệu Bân vội vàng đổi đề tài. Cũng từng nghe qua, lão chọc đầu vuốt râu. Ở tinh vực nào vậy? Triệu Bân hoảng loạn hỏi. Tiên vực Hồng Hoang. Tiên, vực. Đó là một đại lục, lão hán khoanh chân lại, tương truyền, đó là một cổ tinh cấp Hồng Hoang, sau khi nổ tung thì diễn tiến thành một đại lục. Nó còn to hơn tinh vực lớn nhất của tiên giới mấy vòng ấy chứ. Ực. Triệu Bân nghe xong mà nuốt nước bọt ừng ực. Trong Huyền Môn Thiên Thư ghi chép rằng, chỉ có hành tinh từ khi trời đất mới mở ra mới được gọi là cấp Hồng Hoang. Một đại lục được diễn tiến từ cổ tinh, to hơn cả tinh vực to nhất của tiên giới, hắn có thể tưởng tượng ra tiên vực Hồng Hoang mênh mông đến mức nào. Đó là thánh địa của tu sĩ, các dòng truyền thừa cổ xưa có cả đống ấy, lão hán vẫn đang thao thao bất tuyệt, Đại La Tiên Tông mà ngươi nhắc đến là một trong số đó, nhưng nghe người ta bảo rằng đã sa sút từ mấy trăm năm trước rồi. Trong số các đại phái siêu cấp thì nó là thành phần lót sổ. Tiên vực Hồng Hoang cách nơi này xa không? Triệu Bân lý nhí hỏi. Xa hơn cả lý tướng của ngươi, lão hán đầu chọc nói một câu rất thâm sâu. Cách so sánh này quả thực rất hình tượng. Theo Triệu Bân thấy, chắc cũng không xa xôi đến vậy đâu. Ở bên này, lão hán đầu chọc không biết tìm được một hình nhân nho nhỏ, còn dùng bút lông viết lên đó ba chữ Cuồng Anh Kiệt, sau đó lấy một cây ngân châm điên cuồng chọc vào hình nhân kia. Vừa chọc vừa chửi mắng, ai bảo ngươi đánh ta, cho ngươi đánh ta nè. Triệu Bân trông thấy cảnh ấy mà khóe miệng giật giật, dù gì cũng y à một lão tiền bối, sao bây giờ lại ấu trí thế, chẳng khác nào một ả đàn bà chua ngoa đang chửi bới, không khó để tưởng tượng, lão hán này bị đánh đến phát khùng rồi. Bạc Cực Tinh, cuối cùng cũng đến rồi. Ngôi sao cổ này còn to hơn cả Bạc Đầu Tinh. Ý, không đợi tiến vào Bắc Cực Tinh đã nghe thấy tiếng hô hào. Đừng nói đến Triệu Bân, đến cả lão hán chọc đầu cũng giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn lại mới thấy bầu trời sao phía trước có thêm ba người khác, toàn là lão già mặc mãng bào, tất cả đều đạt tới cảnh giới động hư, ba người này còn giống nhau y hệt dù không phải phân thân, ba người này chắc chắn là anh em sinh ba. Ăn cướp, lão già thứ nhất hét lên, đến cả cách nói của người trong nghề cũng lười lặp lại. Chúng mày phản rồi, lão hán chọc đầu quát ầm lên, tiện tay lấy ra thanh kiếm vàng. Triệu Bân cũng đứng dậy, tiện tay lấy ra một thanh kiếm đao trong thế giới vĩnh hằng, lão hán chọc đầu trông thấy mà nhớn mày. Đao kiếm của tên này lấy ra từ đâu thế nhỉ, trước đó nhìn trộm, trên người hắn không có túi chữ vật mà. Lão nhị, ta và ngươi xử lý lão đầu chọc. Lão tam, bóp chết thiếu tiên nhân. Kia, ba lão già ở phía đối diện đã lao tới, khỏi cần hỏi nhiều cũng biết họ thường xuyên làm mấy chuyện giết người cướp của này, phân công rất rõ ràng. Tiểu tử. Tự cầu bản thân nhiều phúc đi. Lão già chọc đầu đế lại câu nói này rồi xông lên phía trước, không hổ là bằng hệ của long tộc, lão rất mạnh, một nhát kiếm chém văng lão già thứ nhất, trở tay vung trường đánh cho lão già thứ hai lảo đảo lùi về sau. Lão già thứ ba thì nhắm vào Triệu. Bân. Triệu công tử rất nhanh trí, co giò chạy mất. Tiên nhân bé nhỏ thôi mà, đi đâu chứ? Lão già thứ ba mỉm cười vặn vẹo, giơ tay túm lấy qua khoảng không. Đáp lại lão ta là thiên cháo hộ thế của Triệu Bân, hất tung bàn tay to lớn kia. Ôi chao! Lão già thứ ba nhướn mày rất cao. Tiểu tiên nhân này cũng có chút đạo hạnh đấy. Soạt! Chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, Triệu Bân đã trốn ra khỏi tinh không này. Nếu cứ cố chấp đối đầu, hắn thực sự không phải đối thủ của lão già thứ ba. Thế nhưng, hắn có át chủ bài, lát nữa sẽ quay về đâm cho lão ta một cú. Ngươi chạy được chắc?
Lão già thứ ba mỉm cười nham hiếm, đuổi theo hắn không chịu thôi, vừa đuổi vừa đánh. Triệu Bân vừa đuổi vừa trốn, giống như một luồng sáng vàng, chui tọt vào Bạc Cực Tinh, cắm đầu vào một khu rừng. Đùng! Lão già thứ ba đến ngay sau đó, rắc một đống bùa chú, phong ấn khu vực này. Triệu Bân đang chạy trốn bỗng cảm nhận được sức mạnh trói buộc, giống như lọt vào đầm lầy, đi nửa bước cũng khó khăn. Chạy đi, sao không chạy nữa? Lão già thứ ba hạ xuống, mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng ôn. Triệu Bân thực sự không chạy nữa, hắn đứng thẳng ở đó như cọc gõ. Cứ gặp phải những lúc như thế này, kỹ năng diễn xuất của hắn cực kỳ đặc sắc, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đánh trận cần dùng đầu óc, không khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, hắn làm sao tuyệt địa phản sát được. Hắn diễn quá giỏi, lão già thứ ba thực sự không hề phòng bị. Nghĩ cũng phải, một tiên nhân thì gây ra được bao nhiêu sóng gió chứ. Triệu Bân vần bất động, đang chuẩn bị đại chiêu. Lão già thứ ba đã đi tới trước mặt, mỉm cười u ám, yên tâm, ông nội sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Thống khoái cái đầu ngươi. Triệu Bân mắng một tiếng, mở tuyệt cảnh, đồng thời cũng mớ thiên cháo hộ thể, thiên cháo bổ trợ cho diễn thiên võ quyết, lại diễn ra uy thế của động hư, cưỡng ép mở tung trói buộc. Lão già thứ ba không kịp đề phòng, chấn động khiến lão ta lùi về sau, cùng lúc ấy. Kiếm nguyên thần của Triệu Bân vọt ra khỏi cơ thể, chém lão ta từ phía chính diện. Lão già thứ ba rên rỉ, nguyên thần đau nhức. Lão ta chưa kịp phản ứng, Triệu Bân mở thể ánh sáng, khiến hai mắt của lão ta tối thui. Xuống đây cho ta. Triệu Bân nắm chặt tiên đao, chém đầu của đối phương. Những thứ này chỉ hoàn thành trong một tích tắc, lão già thứ ba bị đánh cho không kịp trở tay, lão ta đờ đẫn, mẹ kiếp. Tại sao một tiểu tiên nhân lại có sức chiến đấu mạnh đến thế? Ngươi đáng chết! Lão già thứ ba nổi giận đùng đùng, nguyên thần lập tức ra khỏi cơ thể, mi tâm phóng ra một cái lư đồng. Chắc hẳn! Đây là pháp khí bản mệnh của lão ta, rung lên huỳnh một tiếng, làm sập cả đỉnh núi. Cút! Triệu Bân dùng bá đao phách thiên trảm, chém văng chiếc lư đồng. Đây cũng là điều mà lão già thứ ba không thể ngờ tới, pháp khí bản mệnh cấp động hư. Cho dù uy lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không thể nào bị đánh nhanh gọn như vậy được. Ấy thế mà nó bị một nhát đao của tiểu tiên nhân kia chém bay, đến cả chủ nhân như lão ta cũng gặp phải phản phệ, cảm giác ấy chẳng khác nào bị đá trúng em trai cả. Thế nhưng, lão ta đạt tới cảnh giới động hư, căn cơ tất nhiên sẽ hùng hậu, tuy ở trạng thái nguyên thần nhưng khí thế vẫn dồi dào. Chết đi, một. Lão ta phóng ra một ánh sáng như tia chớp, ghim chặt vào mi tâm của Triệu Bân. Triệu Bân ngó lơ, dùng thuấn thân tuyệt sát chém nứt phần đầu của nguyên thần, chỉ trừ lại thể nguyên thần không đầu của lão già thứ ba nổ tung thành một vùng sáng tiên rực rỡ. Lão ta chết rất buồn bực, lão ta là cao thủ động hư đấy, thế mà bị một tiểu tiên tiêu diệt sao? Lần sau ra ngoài nhớ xem hoàng lịch nhá. Động tác của Triệu Bân nhanh nhẹn, thu lấy túi trữ vật của đối phương rồi quay người biến mất. Triệu Bân xuất hiện thêm lần nữa thì đã là một hang động trên núi. Sau khi bày ra cấm chú che giấu, hắn mới lấy chiến lợi phẩm của mình ra. Đúng là cảnh giới động hư có khác, tài vật của lão già thứ ba cực kỳ phong phú. Làm mấy cái trò giết người cướp của nhiều rồi, tất nhiên hàng tích trữ được cũng không ít. Nhìn cái túi trữ vật này mà xem, chỉ mỗi tiên thạch thôi đã lên đến mấy chục vạn, ngoài ra còn có bí quyển, vũ khí, đan dược, bùa chú. Cũng không hề ít, vất vả cô, gắng mấy chục năm, cuối cùng lại thành kẻ may giá y cho hắn. Lão đại, tối nay tiết trời mát mẻ quá. Nhỉ. Cùng lúc này, Long Uyên trở nên hoạt bát hơn hẳn, chẳng cần Triệu Hồi đã tự chạy ra, đảo qua đảo lại quanh Triệu Bân. Thân là chủ nhân, sao Triệu Bân lại không biết nó đang nghĩ gì được, ai bảo hắn gom được một đống lớn thế này. Nhiều vũ khí như vậy, chất liệu cũng không phải tầm thường, nhất là vũ khí bản mệnh của lão già thứ ba, nó được đúc từ tiên thiết. Ăn thong thả. Triệu Bân vung tay lên, toàn bộ đều ném cho Long Uyên. Long Uyên cười hà hà, tất nhiên là không khách sáo, từng món vũ khí đều bị nó cắn nát, tinh túy trong đó đều bị nó cắn nuốt, có no hay không tạm thời chưa bàn tới, nhưng đây tuyệt đối là một bàn thịnh yến thao thiết. Lão đại, ta cũng đói bụng. Thiên Lôi cũng tót ra ngoài, cũng đảo quanh Triệu Bân hệt như Long Uyên, chủ yếu là thanh kiếm này quá ngứa đòn, nuốt nhiều vũ khí như vậy, tất nhiên lực chiến sẽ tăng lên, người bị đánh vẫn là nó. Vì thế, Thiên Lôi cũng phải tranh thủ kiếm chút dinh dưỡng. Chẳng hạn như, thiên kiếp, chờ mấy hôm nữa đã, Triệu Bân cười. Nói tới thiên kiếp, bây giờ hắn vẫn chưa thể áp chế được.
nên biết rằng bây giờ hắn đã là tiên nhân đỉnh phong mà thiên kiếp khi thăng cấp lên tiên nhân vẫn chưa vượt qua, nói ra chắc chẳng ai tin, nếu bất cẩn vượt lên huyền tiên, chẳng phải lại một lần trải qua tận hai thiên kiếp à. Nếu Nguyệt Thần có ở đây chắc sẽ thổn thức, chuyện thế này trước nay chưa từng có mà. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, tên này là kẻ ngoại tộc, vốn không đi trên đường của người bình thường. Sau nửa đêm, hắn mới rời khỏi hang động, từng bước du sơn ngoạn thủy. Dõi mắt nhìn ra xa, bốn phương tám hướng đều có khói thuốc súng dữ dội. Cẩn thận nghe lại, còn có tiếng nổ và tiếng gào thét. Có thể thấy, chiến tranh vẫn chưa hề kết thúc, đa số truyền thừa vẫn còn sống mái với nhau, khói lửa chiến tranh trải dài khắp Bắc Cực Tinh. Khi hắn chuyển tầm mắt đi mới lấy tấm bản đồ ra, đây là thứ hẳn tìm được trong túi trữ vật của lão già thứ ba, cẩn thận so sánh địa hình đồi núi, hắn đã xác định được vị trí, đi thẳng đến thành cổ gần nhất. Trước khi đi, hắn còn ngước lên nhìn bầu trời, không biết lão chọc đầu kia thế nào rồi. Theo hắn nghĩ, có lẽ là không sao, tuy là không đánh lại lão già thứ nhất và thứ hai, nhưng chắc chắn có thể an toàn chạy thoát. Trên thực tế, kẻ bị đuổi chạy là hai tên đi cướp đồ người ta cơ. Lão đầu chọc là một nhân vật đáng gờm, cầm kiếm đuổi giết khắp hành tinh. Ba ngày sau, Triệu Bân dừng lại ở một tòa thành. Từ ngoài nhìn vào, thành cổ bị tàn phá không sao tả nổi. Rất nhiều tường thành đã sụp đổ, còn nhuộm máu tươi chưa kịp khô, chắc là cũng gặp phải chiến tranh, tuy những người đó là tiên, nhưng nhìn thấy nào cũng thấy giống dân chạy nạn, đa số đều có vết thương trên người. Trong thành là một đống hỗn độn. So với sự phồn hoa của thành Nam Thiên, nơi này quá thực hết sức rách nát, không ai mở hàng quán, cửa hàng hai bên đường cũng trống không, giữa không khí còn mùi máu, đảo mắt nhìn lại, chẳng thể tìm thấy một căn nhà hoàn chỉnh, các phủ đệ lớn cũng đã vỡ nát rất nhiều. Thành cổ đầu tiên đã thế, các thành khác có lẽ cũng giống vậy mà thôi. Có trời mới biết tại sao trận chiến này lại bắt đầu, cũng có trời mới biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Hả? Đang chạy thì Triệu Bân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ngã tư đường, nơi đó có một cửa hàng vẫn bình yên không tổn hao gì, vẫn kinh doanh như thường. Trong thành cổ chỉ còn mỗi đống cổ nát này, có vẻ không được thích hợp lắm. Thiên Các. Triệu Bân nhìn bảng hiệu, sau đó nhấc chân bước vào. Đó cũng là một cửa hàng tạp hóa, có mấy cái kệ bày mấy thứ linh tinh, lác đác chẳng có mấy, nhưng lại đầy cho bụi, có lẽ lâu rồi không được quét dọn, cũng có thể do lâu rồi không có ai ghé nên việc làm ăn mới xuống dốc như thế. Lại nhìn sang ông chủ cửa hàng, là một thanh niên tóc trắng đang ngồi trước quầy xem sách cổ. Nhưng Triệu Bân có thể nhận ra, đó không phải là thanh niên, chắc chắn là một người lớn tuổi, nhưng tu vi khá cao, hẳn là đã uống đan dược giữ gìn tuổi xuân. Hắn bắt đầu hiểu được tại sao cái tiệm này lại có thể bình yên vô sự giữa khói lửa chiến tranh thế này, chắc chắn là kiêng dè thanh niên trước mặt, không dám tiến vào quấy rối, cũng có thể là thanh niên này có bối cảnh rất mạnh, mạnh đến mức những thế lực bình thường không dám tùy tiện trêu vào. Tiền bối, ông có bán lôi điện, sấm sét gì đó không? Triệu Bân bắt chuyện. Thanh niên tóc trắng liếc nhìn Triệu Bân, lại chuyển tầm mặt lật sách cổ, người ngoài mới đến phải không? Phải, Triệu Bân cười ha hả. Không có tia sét, thanh niên tóc trắng là một kẻ kiệm lời, những lời ông ta nói không mặn không nhạt. Thế tiền bối có biết vương gia sở hữu đèn trường minh ở tòa thành nào không? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Mua tin tình báo, thì phải bỏ tiền, thanh niên tóc trắng thản nhiên nói. Những lời đó vừa thốt ra, Triệu Bân lập tức hiểu ngay, lại đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, thì ra đây không phải là cửa hàng tạp hóa, mà là một nơi nắm giữ tin tình báo độc quyền. Thảo nào mấy thứ trưng bày ở đó ít ỏi đến khó coi như thế, còn phủ đầy bụi, thì ra là treo đầu dê bán thịt chó. Bao nhiêu tiền, Triệu Bân chẳng nhiều lời vô nghĩa, lại nhìn thanh niên tóc trắng. Một vạn, thanh niên kia thong thả nói. Triệu Bân cũng hiểu rõ, lấy túi chữ vật ra, đúng là có hơi đắt đỏ một chút, nhưng đáng tin là được. Đi về hướng tây 8 vạn dặm, xích thành long, thanh niên tóc trắng cho hắn đáp án. Cảm ơn, lúc này, Triệu Bản xoay người. Hắn không chút nghi ngờ gì với tin tức tình báo này, thuận mua vừa bán thôi. Tất nhiên tin tưởng là yếu tố cần thiết, nếu bán tin tức giả, e là cửa hàng này đã bị các thế lực xung quanh lật tung nóc rồi. Nhìn bóng lưng Triệu Bân đi xa, ánh mắt thanh niên tóc trắng bỗng trở nên sâu thẳm. Tiểu tử này rõ ràng là cảnh giới tiên nhân, tại sao lại mới được tử phủ, người thiên tộc ư? Còn nữa, khí huyết của hắn không phải là loại tinh khiết bình thường, chắc chắn là huyết mạch đặc thù. Còn huyết mạch gì thì ông ta không thể nhìn ra được. Không nhìn ra được cũng đúng. Thôi,
Tiên thể vĩnh hằng không phải là huyết mạch bình thường, bản thân nó có thể tự ẩn giấu, trừ khi Triệu Bân để lộ căn nguyên, hoặc là đối phương có đạo hạnh rất cao, không thì hoàn toàn chẳng thể nhận ra được. Tất nhiên, trong đó cũng có công lao của Nguyệt Thần. Phương pháp che giấu mà Nguyệt Thần truyền lại quả thật rất huyền ảo. Bên này, Triệu Bân đã bay lên trời. Khoảng cách 8 vạn dặm, với hẳn mà nói không được tính là quá xa, cộng thêm sự kích động trong lòng khiến tốc độ lại được đẩy lên đến cực hạn, nếu đây là phàm giới thì hắn còn có thể lướt đi. Nhanh hơn, nhưng càn khôn ớ tiên giới khác với phàm giới, áp lực thiên địa rất mạnh, ở một góc độ nào đó, sẽ khiến hắn chậm hơn rất nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, thì hắn trông thấy một tòa thành cổ rất lớn, lại ngập tràn khỏi súng, cả tòa thành đều chìm trong màu máu, tuy không muốn nhìn thấy nhưng hắn cũng buộc phải thừa nhận, thành Xích Long cũng gặp phải tổn thất từ chiến tranh, đó không phải là tin tức tốt, e là đèn Trường Minh sẽ xảy ra vấn đề. Tòa thành này cũng là một đống hỗn loạn, nói là đống hoang tàn cũng không đủ. Tốc độ Triệu Bân nhanh như gió, cản một người bên đường, đó là một lão giả huyền tiên, có lẽ đang muốn chạy nạn để thoát khỏi thành. Trông có vẻ rất chật vật, cũng khá vội vàng, dù nhìn thế nào cũng thấy giống kẻ trộm. Người bị điên hả, giữ ta lại làm gì thế, lão giả huyền tiên há miệng mắng. Phủ đệ vương gia ở đâu, Triệu Bân lập tức nhét 500 tiên thạch cho ông ta. Thấy tiền, lão giả đó vui vẻ ra mặt, tiện tay bắn ra một luồng sáng màu tím bay thẳng về một phía, ý đồ rất rõ ràng, đi theo tiên quang của lão phu, người có thể tìm thấy vương gia. Soạt, Triệu Bân như một bóng ma. Nhanh chóng lướt theo. Nhưng, nơi tiên quang dừng lại cũng là một đống đổ nát, có thể thấy một tấm bảng ghi hai chữ vương phủ, nằm bên dưới lớp đá vụn, trên đất vẫn còn màu máu đỏ tươi. Sắc mặt Triệu Bân trắng bệch. Linh cảm xấu của hắn đã ứng nghiệm rồi ư, vương gia thật sự xảy ra biến cố, cả phủ đệ cũng bị san thành bình địa, bị người diệt tộc ư. Thế đèn Trường Minh đang ở đâu, cũng bị hung thủ lấy mất rồi há. Tại hắn đến quá muộn. Đến nơi thì hoa cũng đã tàn mất rồi. Không, hẳn vẫn còn cơ hội. Có lẽ vương gia vẫn còn người sống, chỉ cần tìm thấy là được, dù bị diệt tộc nhưng hẳn cũng có thể tìm kẻ đã diệt vương gia, có thể đèn Trường Minh nắm trong tay kẻ đó, chỉ cần nó vẫn còn, dù ở chân trời góc biển hẳn cũng phải tìm được. Chạy đi đâu? Đang ngước nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét to. Suy nghĩ của Triệu Bân được kéo lại, quay sang theo bản năng. Lọt vào tầm mắt hắn là một bóng hình nhuộm máu nhưng vần xinh đẹp, đó là nữ tử áo xanh, có lẽ đang bị người đuổi giết, một tay ôm bờ vai đầm máu, đang chạy về phía này. Triệu Bân lập tức kinh ngạc, một cái tên chẳng hiểu tại sao lại được thốt ra, Long. Long Phi. Đúng vậy, nữ tử áo xanh đó giống hệt với Long Phi. Trùng hợp. Hóa thân. Cùng một câu hỏi, hắn lại thầm hỏi một lần. Soạt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nữ tử áo xanh đã đến. Như một cơn gió lướt qua bên người hắn. Đuổi giết cô ta là hai lão già một trắng một đen, đều là cảnh giới động hư tầng thứ nhất, một người cầm huyết kiếm, một kẻ cầm tiên đao, như hai tia chớp lướt qua đỉnh đầu hắn, đuổi theo nữ tử áo xanh, sát khí thổi quét, khiến hắn đứng không vững. Là bản tôn của Long Phi ư, Triệu Bân thầm nghĩ, cũng đuổi theo, tuy là xác suất rất thấp nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng, tại sao lại có xác suất thấp, bởi vì nữ tử áo xanh kia là huyền tiên. Nói tóm lại, huyền tiên không thể phân thân được. Nhưng, cũng chưa chắc. Thế giới rộng lớn. Cũng có rất nhiều điều kỳ diệu. Người kỳ diệu cũng không thiếu. Nói không chừng, có vài người nổi trội có thể tạo thành hóa thân ở cảnh giới huyền tiên thì sao? So với những điều đó, hắn tin tưởng vào linh cảm của mình hơn, bởi vì đôi mắt cô gái đó khiến hắn có cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có, cũng vì cảm giác đó nên hắn mới chắc chắn đó là bản tôn của Long Phi. Né ra. Hai lão già kia hét to, âm thanh vang vọng. Không có ai dám cản đường, ai cũng ăn ý né qua một bên, họ chẳng hề thấy xa lạ gì với mấy cảnh đuổi giết thế này. Từ khi Bắc Cực Tinh xảy ra chiến tranh, các thế lực lớn lao vào đánh nhau, ngày nào cũng có người chết, chỉ tiếc cho vị tiên tử này, e là tối nay cũng phải bước xuống hoàng tuyền, bị thương nặng như vậy, còn bị hai cảnh giới động hư đuổi giết, cô ta sẽ chết. Soạt, nữ tử áo xanh cố gắng thiêu đốt tuổi thọ, cố gắng gia tăng tốc độ. Cô ta thật sự bị thương rất nặng, mặt tái nhợt, khí huyết và tinh thần đều sa sút, điểm chết người là vết thương nguyên thần của cô ta, đó là một vết nứt lạnh lẽo, lực chiến của cô ta cũng không tệ, bây giờ thảm thế này là vì có quá nhiều người đuổi giết, trước khi vào thành cô ta đã liều mạng với một cảnh giới động hư rồi. Vì thế,
cô ta cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cũng như mọi người đã nhìn thấy, nếu không có gì bất ngờ, tối nay cô ta sẽ chết. Ầm, rầm. Núi rừng bên ngoài thành Xích Long, tiếng gầm rú vang vọng. Là hai lão già một trắng một đen đang đuổi giết nữ tử áo xanh, vừa đuổi vừa đánh. Nữ tử áo xanh bỏ trốn không hề quay đầu lại, chạy đi thì còn một cơ hội sống, nếu quay lại đánh, e là thập tử vô sinh. Cô đừng hòng chạy. Lão già áo đen nhe răng cười, trong tay là một luồng khí đen ngòm, tạo thành kiếm khí đánh về phía không gian. Nữ tử áo xanh lập tức xoay người lại giơ kiếm chặn ngang, mạnh mẽ điều động tiên lực căn nguyên để cố gắng chống đỡ. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên ngay sau đó. Kiếm khí đã được đỡ, nhưng nữ tử áo xanh lại văng xa ra ngoài. Chấn áp! Lão già áo trắng giết tới, gọi ra một cái chuông đồng từ trên trời úp xuống. Khí thế chuông đồng cực kỳ mạnh mẽ, dữ dội, còn chưa rơi xuống đến nơi thì mặt đất đã bị hất văng tung tóe. Phụt! Nữ tử áo xanh dừng lại, còn chưa kịp đứng vững đã phun ra ngụm máu. Chuông đồng từ trên trời rơi xuống lại đè nén khí huyết cô ta tan tác, họa vô đơn chí. Chạy, sao không chạy nữa đi? Lại là lão già áo đen, một tay cách không tóm tới. Nữ tử áo xanh muốn cử động, nhưng có lòng không có sức, đôi mắt trở nên u ám. Bỗng nhiên, ngay vào lúc này, một luồng sáng vàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đất tạo thành tiếng bịch. Đó tất nhiên là Triệu công tử, liều mạng chạy suốt một đường, cuối cùng cũng đuổi kịp, tư thế anh hùng cứu mỹ nhản hết sức oai phong khí phách, một hám thiên quyền mạnh mẽ đánh bay lão giả áo đen. Biến cố ập đến quá nhanh, đừng nói là nữ tử áo xanh, cả lão giả hắc bạch kia đều không kịp trở tay. Không kịp phản ứng cũng đúng thôi, Triệu công tử đã ra tay, nhất là mấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này, đó giờ hắn đều làm rất dứt khoát, một quyền đánh bay lão giả áo đen, lại dùng thuấn thân tuyệt sát. Keng! Phập! Người đến kiếm đến! Kiếm đến đâu, đầu người rơi đến đó! Lão giả áo đen kia nghệt mặt, còn chưa kịp đứng vững mà. Đầu đã bị người ta chém rồi, cả nguyên thần cũng tuyệt diệt, lại không biết ai đã giết chết mình. Thuấn thân! Lão già áo trắng lập tức tái mặt. Nhưng thấy đối phương chỉ là một tiểu tiên nhân thì lão ta lại bớt lo, trước tiên là tạo thành một lớp tiên lực hộ thể thật dày, cùng với một luồng tiên quang bảo vệ, bao quanh người, cả pháp khí bản mệnh cũng được triệu hồi, dùng để bảo vệ nguyên thần bản mệnh. Phản ứng không chậm. Triệu Bân mở tuyệt cảnh, một phách thiên trảm từ trên trời chém xuống. Lão già áo trắng cười lạnh, bên ngoài cơ thể xuất hiện chuông đồng để bảo vệ khí lực. Bốp! Một kiếm của Triệu Bân có mạnh, nhưng lại như chém vào một tấm thép, chẳng những không đánh được lão ta, mà còn bị chấn động đến nỗi xương cánh tay nổ tung, nếu nói về tấn công bất ngờ thì hắn lại rành quá, nhưng một đối một thì hắn vẫn còn thiếu chút đạo hạnh, sức phòng ngự của lão già này không phải loại mạnh bình thường. Chuyện của Hạo Tiên Tông mà ngươi cũng dám nhúng tay vào. Muốn chết, lão già áo chẳng như bóng ma lướt tới, một kiếm chém về phía đầu Triệu Bân. Triệu Bân đứng đó, mở thiên cang hộ thể. Còn bỏ thêm thần long vẫy đuôi bên ngoài thiên cang, hai loại bí pháp với sức mạnh chồng lên nhau, mạnh mẽ phá vỡ kiếm uy của đối phương, cả lão già áo trắng cũng bị đánh văng, dù chưa thế đánh lão ta bị thương, nhưng ánh mắt lại đầy hoảng sợ, tại sao thiếu tiên nhân này lại mạnh như vậy? Còn nữa, mái tóc màu vàng đó cùng với dị tượng huyết mạch sao lại thấy quen thế? Tiên thế vĩnh hằng, cách đó không xa, nữ tử áo xanh hoảng hốt. Chặt chân không sai, đây chắc chắn là tiên thế vĩnh hằng. Dị tượng huyết mạch không thể lừa được ai. Mạch này đã tuyệt tích rồi cơ mà. Tại sao vẫn còn truyền thừa thế này, lại còn cứu cô ta khi cô ta bất lực nhất? Đại La Thiên Thủ. Triệu Bân vừa quát lên, thì một chướng đã từ trên trời rơi xuống. Lão già áo trắng nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục tạo ra chuông đồng hư áo. Vẫn là một tiếng keng vang lên. Triệu Bân không thể phá vỡ chuông đồng, lại há miệng ho ra máu. Cảnh giới động hư cũng có mạnh và yếu. Cảnh giới động hư cũng có người nổi trội người không. Có thể thấy, người hôm nay hẳn gặp được vừa có thể đánh, vừa có thể phòng ngự, biết thế lúc nãy hắn đã dùng thuấn thân tuyệt sát cho người này, hai lần tấn công, lạ hồ không thể phá vỡ lớp phòng ngự đỏ. Giam cầm. Lão già áo trắng lạnh lùng thốt lên, gọi pháp khí bản mệnh ra. Chiếc chuông đồng nặng nề lăn về phía Triệu Bân, như cái bát to tướng nhốt Triệu Bân vào trong, chuông đồng liên tục run lên ong ong. Có thể thấy bí văn xoay chuyển bên ngoài, lực phong ấn và lực tuyệt diệt đan xen, tung hoành. Mở, cho ta, Triệu Bân tung ra một đấm. Tiếc là, hắn chẳng những không thể đấm được nó,
mà tay còn bị cắn trả thành một đống máu. Sau đó một kiếm, chất chứa kiếm uy không hề tan biến, nhưng nó cũng chỉ tạo ra chút tia lửa trên thành chuông mà thôi. Bí văn thật khủng khiếp. Triệu Bân thầm nói, thứ mạnh không phải là cái chuông đồng này, mà là những ký tự khắc trên nỏ, đó là trận văn cổ xưa, dù là kiếm ý, hay quyền uy thì đều bị trận văn phá tan. A, ị. Triệu Bân hét thảm một tiếng, hóa thành một mảnh huyết quang. Hắn đang cố tình làm thế, bản thân đã trốn vào giới vĩnh hằng, lại tiện thể tạo ra biểu hiện giả. Hắn diễn rất thật, khiến lão già áo trắng bị lừa, tiện tay cất chuông đồng đi, theo lão ta thấy, tiểu tiên nhân này đã bị nghiền nát, pháp khí bản mệnh của lão ta vẫn có sức mạnh rất đáng sợ. Nghĩ rằng tiểu tiên đã chết, lão ta lại liếc nhìn nữ tử áo xanh. Hai má nữ tử trắng bệch, liên lụy thêm một người, vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Người đẹp, lão phu sẽ yêu thương cô mà. Lão già áo trắng cười âm u, hàm răng trắng lộ ra, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng tà dâm. Cười đi, bởi vì lão ta sẽ không thể cười thêm lần nào nữa, bởi vì sau lưng lão ta có động tĩnh lạ, sau lưng lão ta xuất hiện thêm người. Ai, lão ta xoay người lại, trước mặt chính là một vầng sáng của mặt trời. Ô, không đúng, chắc là thể ánh sáng của Triệu công tử phối hợp với phong thái của hắn tỏa ra hào quang vạn tia, mỗi tia sáng đều như một thanh kiếm sắc bén. Dù là cảnh giới động hư đều bị chấn đến mức hoa mất. Keng, Long Uyên và Thiên Lôi mạnh mẽ tấn công, chặn đường chiếc chuông đồng. Không có chuông đồng bảo vệ, năng lực phòng thủ của lão già áo trắng giảm xuống. Đây là một cơ hội tốt, sao Triệu công tử có thể bỏ qua được? Một tia kiếm thiên diệt nguyên thần bay ra, phá vỡ tiên lực và hào quang bảo vệ của lão già áo trắng, chém nguyên thần bay ra. Khỏi cơ thể. Đây, cô gái áo xanh há hốc miệng. Không thể tin nổi. Cô ta đã từng được tận mắt chứng kiến sức mạnh của chuông đồng kia. Tiên nhân bị vây trong đó chắc chắn sẽ chết nhưng tên tiểu tiên này àm thế nào mà vẫn sống sót, tiên thể vĩnh hằng đáng sợ đến mức này sao? Cô ta cực kỳ kinh ngạc. Lão già áo chẳng trắng khác là mấy, một người đang sống sờ sờ tự dưng biến mất. Rồi lại đột ngột xuất hiện, tên này là quái thai gì thế, tu luyện loại bí pháp quái gì nào vậy? Không ai trả lời những thắc mắc của ông ta. Mạng ông ta đã tận, bị một kiếm của Triệu Bân chém tan nguyên thần. Lão già áo trắng chết còn uất ức hơn cả lão già áo đen, người chết trước y à bị tuyệt sát, không kịp trở tay nên mới bị diệt bằng một kiếm, còn tên này thì là trực diện đánh nhau, thế nhưng Vân không sống nổi. Chủ nhân đã chết, chiếc chuông đồng đó cũng lập tức mất đi uy lực. Triệu công tử cường thế ra tay, phong ấn và trấn áp đối thủ bằng đại thần thông. Đến lúc này, rừng núi mới chìm vào yên tĩnh. Triệu Bân đáp đất, sau đó thoát khỏi trạng thái tuyệt cảnh. Lại giết được thêm hai cảnh giới động hư, chiến tích của Hân càng thêm huy hoàng. Cảm ơn đạo hữu đã cứu giúp, cô gái áo xanh chắp tay nói. Nếu không nhờ người này ra tay thì e là cô ta đã bị mất mạng rồi. Cô, có từng phái hóa thân tới ỷ phàm giới không? Triệu Bân nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Hóa, thân, cô gái áo xanh ngẩn ra, không biết tại sao Triệu Bản lại ỷ hỏi thế. Không phải sao, Triệu Bân thầm nhủ. Mày Triệu Bân hơi nhíu, hắn nhìn ra được là, cô gái áo xanh không hề nói dối, nhưng cũng không chắc. Hắn cảm thấy đôi mắt của cô gái này rất quen, có. Vài phần khí chất cực giống Long Phi, sao có thể không có quan hệ gì được. Sự thật chứng minh, bên cạnh dẫn theo một tên, vạn sự thông là rất cần thiết. Nếu Tú Nhi vẫn còn ở đây, chắc chắn cô ta sẽ nói một cậu đầy thảm ý, thế gian có luân hồi. Đêm đến. Trong rừng núi, ánh lửa rực sáng, cô gái áo xanh ngồi bên đống lửa, tĩnh tâm chữa thương. Triệu Bân ngồi ở đó, đôi lúc lại liếc nhìn, đánh giá cô gái áo trắng, đây không phải là Long Phi chân chính nhưng cảm giác quen thuộc đó đến từ. Đâu, do thời gian quá lâu hay sao? Hoặc hắn nhớ Long Phi quá nẻn mới vô thức coi cô gái trước mặt này thành cố nhân. Còn một khả năng nữa, luân hồi. Nguyệt Thần từng nói, thế gian có luân hồi. Mặc dù chuyện này rất bí ẩn nhưng Hân lại tin tưởng vô điều kiện. Nếu cô gái trước mặt này là Long Phi chuyến kiếp thì mọi chuyện đã rõ. Không lâu sau, cô gái áo xanh mở mắt ra, khi thấy Triệu Bân vẫn đang nhìn mình, cô ta cảm thấy không được tự nhiên. Ánh mắt người này nhìn cô ta không được bình thường, cô ta có thể nhận ra sự bi thương và đau đớn từ trong ánh mắt đối phương. Ngoài ra trong đó còn chứa vẻ thăng trầm khó. Che giấu, chắc hẳn thanh niên này đã trải qua rất nhiều chuyện. Hiện tại nhàn rỗi, xin mời tiên tử nghe một khúc nhạc. Triệu Bản cười nói, cất bình rượu đi,
sau đó tiện tay lẩy đàn đá. Đàn tốt đấy, thấy thế, cô gái áo xanh không khỏi ngạc nhiên, đàn đá này không tầm thường, cả cây đàn đều chứa một tầng ý uẩn, tiên thế vĩnh hằng quả nhiên có nguồn gốc kỳ bí, giờ lại có tiên vật như vậy nữa. Triệu Bân đã bắt đầu gảy đàn, hân đang đánh tiên khúc tính thế. Không phải hắn đang thể hiện tài năng chơi đàn của mình mà là vì muốn thăm dò cô gái áo xanh này thông qua khúc tỉnh thế. Nếu cô ta đúng là chuyến kiếp của Long Phi thì khi nghe một câu chuyện, nghe đến mức xuất thần, trong lúc vô thức còn nhìn Triệu Bân thêm một chút. Rốt cuộc người chơi đàn cỏ tâm cánh thế nào mới có thể đàn được một khúc như vậy? Cô ta đang nhìn, Triệu Bản cũng đang quan sát. Trong giai điệu của khúc tỉnh thế, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc. Ta tên là Triệu Tử Long, Triệu Bân cười nói, tiếng đàn vần chưa dừng. Diệp Lan, cô gái áo xanh khẽ cười, cũng tự giới thiệu. Cho hỏi tiên tử bao nhiêu tuổi? Mặc dù hỏi tuổi phụ nữ là điều kiêng kỵ nhưng Triệu Bân vẫn hỏi. Trùng hợp hôm nay là sinh nhật ta, không hơn không kém, 102, Diệp Lan không giấu giếm. 102 tuổi, tâm thần Triệu Bản khẽ run lẽn. Tính toán thời gian từ khi Long Phi mất đến nay cũng vừa đúng 102 năm, thời gian vừa trùng khớp. Điều này khiến hắn càng thêm tin chắc cô gái trước mặt này chính là chuyển kiếp của Long Phi, nhưng sau khi cô ta nghe khúc mà lại không có phản ứng gì, thậm chí cũng không có chút khác thường nào, chẳng lẽ khúc tỉnh thế không có tác dụng với người luân hồi. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại. Đi. Triệu Bân phất tay áo rồi cất đàn đá đi, vội vàng đứng lên. Hẳn người được không ít khí tức đáng sợ đang lao về hướng này. Diệp Lan hình như cũng cảm nhận được, vội vàng theo sát. Hai người, một trái một phải, biến mất trong màn đêm. Sau khi hai người vừa rời khỏi đó không lâu, một vài người đáp xuống khu rừng, toàn bộ đều mặc áo đen, đưa mắt nhìn xung quanh, bên trong hiện lên biểu cảm nghi hoặc, rõ ràng trước đó còn nghe tiếng đàn, hiện tại người chạy đi đâu mất rồi. Bên này, Triệu Bân và Diệp Lan đã vượt qua bầu trời rồi. Sau khi chắc chân không có ai đuổi theo, hai người mới thở phào. Tại sao Bắc Cực Tinh lại phát động chiến tranh, Triệu Bân hỏi bừa một câu. Là vì tranh giành một thanh kiếm tiên vương, Diệp Lan hít sâu một hơi. Kiếm tẻn vương. Mấy tháng trước, Nam Giã xuất hiện cảnh phong vân biến sắc, hào quang phóng thẳng trời cao, kiếm ngàn vang vọng khắp trốn, sau đó mới biết là do có một binh khí tiên vương xuất thế, cũng tức là kiếm tiên vương. Nó đã gây ra dị tượng cực lớn, kinh động nhiều nhánh truyền thừa, các phái và thế lực phụ thuộc cũng bị cuốn vào, làm dấy lên cuộc chiến hỗn loạn trên cả Bắc Cực Tinh. Thì ra là như vậy. Triệu Bân nghe xong lập tức hiểu. Rõ. Xem ra thế lực của Bắc Cực Tinh phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều, giữa các bên đã có ân oán từ trước, kiếm tiên vương ra đời chẳng qua chỉ là ngòi nổ. Được các phe lẩy làm lý do khai chiến mà thôi. Có biết vương gia của thành Xích Long không? Triệu Bân lại hỏi. Đương nhiên là biết rồi, có quan hệ với nhà họ Diệp ta mà, Diệp Lan khẽ nói. Vương gia có ai còn sống không? Họ đã bị diệt tộc, không ai còn sống cả. Có biết là thế lực nào đã ra tay không? Triệu Bân vội hỏi. Chắc là Hắc Sơn Lão Ma, một trong những lão tổ của Thánh Hỏa Điện, Diệp Lan chậm rãi nói. Trong mắt Triệu Bân lấp lóe tia. Sáng, mày lại nhíu, nếu là do Hắc Sơn Lão Ma tiêu diệt vương gia, vậy có thể đèn trường minh của vương gia đang nằm trong tay của Hắc Sơn Lão Ma. Lão ta có thể trở thành lão tổ của một mạch, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, ít nhất thì cũng là cảnh giới thái hư, muốn lấy được đèn trường minh từ tay của đối phương, e là khó như lên trời. Hắn lại lật bản đồ, cẩn thận quan sát. Trên bản đồ có đánh dấu vị trí của Thánh Hỏa Điện nhưng chỗ đó lại cách chỗ này rất xa. Nhưng, bất luận xa đến đâu, hắn đều phải đi, nếu có thể mua bằng tiền hoặc dùng bảo bối để đổi thì hắn cũng sẽ không do dự lấy ra. Hả? Đang đi, hắn lại ngửi thấy vài luồng. Khí tức. Hai lão giả thì phải, đều có tu vi động hư đỉnh phong. Đấy là trưởng lão nhà ta. Triệu Bân độn trốn, Diệp Lan đã mỉm cười lên tiếng. Cô ta vừa nói dứt câu là nghe thấy tiếng gọi, đúng là hai lão giả cảnh giới động hư, một người tóc bạc. Còn kẻ kia thì mặc áo tím, cả hai phóng đến với tốc độ ánh sáng, Lan Nhi, chạy đi đâu thế? Ta bị lạc giữa đường, Diệp Lan tằng hắng. Không sao thì tốt rồi, hai ông già vừa nói vừa nhìn sang Triệu Bản. Hắn tên Triệu Tử Long, Diệp Lan giới thiệu, là Hân đã cứu ta. Chúng ta sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của tiểu hữu. Hai ông già vội cảm ơn, đôi mắt già nua lóe lên tia thâm thúy.
Tên thiếu tiên này không đơn giản, chắc là huyết mạch đặc biệt, khí huyết cực kỳ tinh thuần, còn nữa, rõ ràng tên nhóc này là cảnh giới tiên nhân, nếu vậy thì Hân đã biến Đan Hải thành tử phủ bằng cách nào? Chuyện nhỏ ấy mà, Triệu Bân mím cười. Một tên nhóc thú vị, hai lão già vuốt râu, họ nhìn Triệu Bản một lượt từ trên xuống dưới. Đây là tên yêu nghiệt, chỉ với huyết mạch đó thôi cũng đã vô cùng phi phàm rồi, khí sinh linh sinh mệnh cũng vô cùng dồi dào. Hành động khiến Triệu công tử cảm thấy không tự nhiên. Hắn cảm giác mình cứ như một con khỉ, đi đến đâu cũng có mấy lão giả bu đến quan sát đánh giá. Khụ. Diệp Lan khẽ ho. Lúc này ông già tóc bạc mới thôi không nhìn nữa. Về nhà trước đã. Ông già áo tím mím cười, lấy ra một thanh kiếm lớn. Triệu Bản trông thấy vật là hai mắt tỏa sáng, vật liệu đúc thanh kiếm khổng lồ này là tiên thiết, nó tỏa phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh. Xem ý uấn thì chắc đây là binh khí bản mệnh của ông ta, nếu đem đi chém người thì chắc sẽ bén lắm nha. Keng! Thanh kiếm khổng lồ bay thẳng lên trời. Đương nhiên Triệu Bân cũng phỏng theo, lần đầu tiên đến Bắc Cực, hẳn phải tìm chỗ dừng chân, quan trọng nhất là vẫn chưa làm rõ thản phận của Diệp Lan nên Hân muốn mời đổi phương nghe thêm vài khúc, biết đâu chừng cô ta có thể khôi phục ký ức, nhưng tất cả đều dưới tiền đề, Diệp Lan thật sự là chuyến thế của Long Phi, hắn vẫn luôn tin rằng thế gian có luân hồi. Sư phụ của Tiếu Hữu là ai? Ông già áo tím cười hỏi. Sư phụ không cho phép ta tiết lộ. Triệu công tử lại tỏ ra thần bí, danh tiếng Nguyệt Thần nhà hắn là thứ không thể đi nói lung tung được. Tiên giới có rất nhiều người lợi hại, giờ mà hẳn hớ ra thì không chừng mai lại bị mời đi uống trà, còn về việc uống ở đâu, uống như thế nào thì phải xem tâm trạng mấy người bạn tốt của Nguyệt Thần rồi. Hân không nói rõ. Hai lão già cũng không tiện hỏi thêm. Diệp Lan là người hiếu chuyện. Không hề nhắc chữ nào về chuyện huyết mạch của Triệu Bân, đó là huyết thống nghịch thiên, toàn thân ân nhân cứu mạng cô ta đều là bảo bối, khó tránh việc sẽ bị người xấu nhòm ngó, càng ít người biết càng tốt. Ông nội sao rồi? Diệp Lan hỏi. Nguyên Thần bị trọng thương, ông già tóc bạc than thở. Vậy còn Kiếm Tiên Vương? Không ai biết nó đang ở đâu. Cuộc chiến đáng chết còn sẽ kéo dài bao lâu nữa? Diệp Lan cũng thở dài. Cô ta tận mắt chứng kiến chiến hỏa suốt dọc đường. Có quá nhiều tòa thành cổ bị san bằng, quá nhiều gia tộc sụp đổ, một mảnh đất yên bình mà bảy giờ đâu đâu cũng nhuộm màu tang tóc. Nói rừng là rừng. Tối nay, có rất nhiều nhân vật lớn đã quy ẩn bất chợt rồi núi để cùng nhau hòa giải cho các bên. Mấy môn phái cũng nế mặt, thật sự đã ngưng. Chiến, cuộc chiến kéo dài mấy tháng cuối cùng cũng khép lại dưới ánh bình minh, nhưng tất cả mọi người đều biết, chiến tranh sẽ còn quay trở lại, đấy là thế đạo tàn khốc. Ngày thứ ba. Thanh kiếm khổng lồ bay vào một ngôi thành cổ. Triệu Bản phóng tầm mắt trông ra, phát hiện ngôi thành này còn lớn hơn cả thành Nam Thiên, nhưng vì chiến tranh tàn khốc, một nửa thành trì đã đổ nát, xương máu bay khắp nơi. Lúc bọn họ vào thì các tộc trong thành đều đang vội tu sửa phủ, sau chiến tranh, họ đều cần thời gian để điều dưỡng lại. So với những gia tộc khác, phủ Diệp gia có thể nói là còn khá tốt. Nhưng người trong phủ phần lớn đều bị thương, may mà chiến tranh đã kết thúc. Nếu thật sự phải đánh tiếp thì không ai trụ nổi nữa, vương gia ở thành Xích Long trước đó là minh chứng viết bằng máu. Ở lại đây trước đi. Diệp Lan dân Triệu Bản đến một ngôi nhà nhỏ rồi vội vàng rời khỏi. Ngôi nhà nhỏ nằm trong rừng trúc, là nơi tốt để thu thân dưỡng tính. Triệu Bân ngồi xếp bằng dưới cây cổ thụ, lấy ra chiến lợi phẩm, giết chết hai cảnh giới động hư, hẳn cũng trở nên khá giả, có chút vốn liếng. Hắn cất hết, chỉ giữ lại binh khí, đặc biệt là chuông đồng. Hân khá yêu thích món này, nghiên cứu cả đêm mà Vân chưa hiểu được những bí vân bên trên bơ ê mặt chuông. Bù! Long Uyên chui ra. Lại là một bữa tiệc lớn. Triệu Bân không nhàn rỗi, nhắm mắt lại tập trung vào tử phủ, từ khi mở ra tiểu thế giới đến giờ đã mười mấy ngày, bây giờ nhìn lại, nó đã tiến hóa hoàn thiện hơn, tạo ra linh khí dồi dào, tiên lực căn nguyên cuộn trào tự do, cho hẳn đủ thời gian để có thể biến tử phủ này thành một đại thế giới thật sự. Sau nửa đêm. Hắn mới đứng lẽn. Dưới ánh sao chói lọi, Hân đứng dưới ánh trăng, ngắm bầu trời đầy sao, cũng mượn dùng ánh trăng để nuôi dưỡng thiên nhãn. Mỗi ngày hắn đều vận chuyến thần thông thiên nhãn mà năm đó Nguyệt Thần truyền lại, hẳn đã nuôi dưỡng thiên nhãn này 100 năm rồi. Hiện giờ, thiên nhãn đã đến giới hạn lột xác. Trong lòng hắn không có ngoại vật, thần thông thiên nhãn vận chuyển đến cực hạn, tôi luyện bằng ánh sao, nuôi dưỡng bằng ánh trăng. Luyện hóa căn nguyên thiên nhãn tới mức lắng động như luyện hóa binh khí, nung đúc thiên nhãn hết lần này đến lần khác khiến cả hốc mắt của Hân đều nóng bừng,
thoạt nhìn như một vầng thái dương tí hon. Phá! Hắn thầm hét lên. Sau đó thấy mắt trái hắn phát ra tia sáng, căn nguyên thiên nhãn bao gồm đồng lực đều thay đổi thành cấp tiên, niết bàn trở thành một tiên nhãn, có. Hàm chứa ý huyền ảo diệu, diễn biến trong hốc mật. Thành công rồi! Hân thu lại tất cả ánh sáng. Thiên nhãn vừa tu thành thiên nhãn, lúc này tầm nhìn cũng thay đổi, nhìn ra thế giới rộng lớn cũng rõ hơn ban đầu rất nhiều, ví như một cây cổ thụ bên cạnh, dùng thiên nhãn này để nhìn, thì có thể nhìn thấy trạng thái đâm chồi ban đầu của nó, cũng chính là căn nguyên ban đầu. Đêm đến. Diệp gia. Triệu Bản vẫn đứng dưới ánh trăng, yên tĩnh nhìn bầu trời đêm, mắt trái phát ra ánh sáng, mắt phải cũng ẩn chứa ý huẩn. Hẳn mất 100 năm để tu mắt trái thành thiên nhãn. Hẳn cũng mất 100 năm để làm mắt phải thành thiên nhãn. Thiên nhãn trái, thiên nhãn phải là trạng thái hiện tại của hắn. Cuối cùng rồi có một ngày hắn sẽ tu thành một đôi thiên nhãn. Cũng sẽ có một ngày thiên nhãn sẽ trở thành thần nhãn. Đong! Ánh ban mai vừa ló dạng, tiếng chuông bỗng vang lên. Đó là hồi chuông, chuông của Diệp gia, có thể nghe thấy tiếng than khóc. Triệu Bân bước lên mái hiên, quan sát xung quanh, mọi thứ hắn nhìn thấy là cả tảng trắng. Cả Diệp gia đều treo vải trâng. Do chiến tranh khốc liệt, Diệp gia đã mất đi quá nhiều người, đến khi chiến tranh kết thúc, họ mới có thời gian tổ chức lễ tang. 2. Triệu Bân thở dài, lấy bình rượu rồi dưới rượu xuống đất. Hẳn không làm phiền Diệp Lan, một mình đi ra khỏi Diệp gia. Đi vào con phố dài, Hân nhìn thấy xung quanh đều là vải trắng, tai lại văng vắng tiếng gào khóc bi thương. Không chỉ gia tộc Diệp gia tổ chức tang lễ mà cả thành cổ đều vang vọng tiếng chuông. Hân đi đến trung tâm thành, nơi đó có mấy đàn tế, đều là truyền tống trận, có thể truyền tống sang thành cổ khác. Hẳn đến đây là để quan sát truyền tống trận. Điện Thánh Hỏa cách thành này quá xa, chỉ dựa vào phi hành, nửa năm cũng chưa chắc có thể đến nơi. Không ngoài dự đoán của hắn, truyền tống trận hư rồi, không ít lão bối đang bận rộn trên đàn tế, họ khắc trận vân, cũng đang sửa lại trận pháp. Một cuộc chiến đã quét sạch cả Bắc Cực Tinh, ngay cả rất nhiều nhánh truyền thừa cũng đều bị diệt tộc, vậy càng đừng nói đến truyền tống trận trong thành. Hả? Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một tiếng gọi khẽ, có người vô vào người hắn. Quay sang nhìn thì thấy là một vầng trán sáng bóng, chẳng phải là lão đầu trọc mà hắn đã gặp ở tinh không trước đó sao? Hắn không biết tên lão nhưng vừa già vừa đầu trọc nên gọi là lão hắn chọc đầu cũng chẳng có gì sai, chẳng ngờ được lão cũng đến thành cổ này. Tiền bối, trùng hợp thật, Triệu Bân cười. Lão chọc đầu không nói gì, chỉ sờ cằm nhìn Triệu Bân, một thiếu tiên bị một cao thủ cảnh giới động hư đuổi giết mà vẫn còn sống, mạng lớn thế sao? Một tiền bối đã cứu ta, Triệu Bân lấy bừa một lý do. Nói như thế thì lão chọc đầu có thể miễn cưỡng chấp nhận, lão tiện tay lấy bình rượu, mắt cũng nhìn sang mấy đàn tế đó, hiển nhiên là lão cũng đến nhờ mượn dùng truyền tống trận, nhưng với cảnh tượng trước mắt thì e là tạm thời không thể dùng được. Cuối cùng, Triệu Bân nhìn một cái rồi xoay người định đi. Lão chọc đầu giơ tay ra kéo hẳn lại. Tiền bối còn chuyên gì sao? Dẫn người đến một nơi hay ho. Lão chọc đầu cũng mặc kệ Triệu Bân có đồng ý hay không, dẫm lên phi kiếm lao ra ngoài thành. Đi đâu, Triệu Bản loạng choạng một hồi mới đứng vững. Đi rồi sẽ biết, lão chọc đầu không nói rõ, ngồi khoanh chân trên thanh kiếm. Triệu Bản không hỏi đến cùng, chỉ ngồi xuống theo. Vừa quan sát thể hồn vừa diền hóa tử phủ, có cây thần tạo hóa giữ trong đó, sinh linh khí rồi rào dâng trào. Ngươi, là người của thiên tộc à, lão chọc đầu bỗng nói. Không nhớ nữa, Triệu Bản nhíu mày, diên giống như mình mất trí nhớ vậy. Lão chọc đầu liếc nhìn hắn, tẽ này có vẻ như đang giả vờ với mình. Phi kiếm bay qua bầu trời, dần rời xa đất liền, bay vào một vùng biển rộng lớn. Vừa lúc màn đêm buông xuống. Mặt biển lấp lánh tạo thành một khung cảnh đặc biệt, điều không hoàn hảo đó là có rất nhiều máu trên biển, trông có vẻ nơi này cũng đã bị chiến hỏa lan tới, có rất nhiều người chết, nhìn thành cổ trên đảo, đa số đều đã thành đống đổ nát thì biết chiến tranh thảm đến mức nào. Dẫn ta đến đây làm gì, Triệu Bân lại hỏi. Đi thỏi là được, làm gì nhiều lời như thế, lão chọc đầu lấy la bàn ra rồi chỉ cúi đầu nhìn, đôi lúc ngẩng đầu lên ngảo nghía xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, chắc hẳn là bảo vật quý hiếm. Ít nhất Triệu Bân cho là vậy. Vì la bàn trên tay lão này rất kỳ lạ, chắc là mốt món đồ tìm kiếm bảo vật. Triệu Bân ngồi vững một phút, nếu có bảo vật quý hiếm, hắn không ngại đi xem thử. Tất nhiên nếu lão chọc đầu muốn giết người cướp đồ,
hắn cũng không ngại để tẽn này có một bài học nhớ đời. Một tiếng động lớn vang lên, có người nhảy ra từ hòn đảo phía trước. Vừa nói đến là giết người cướp của thì có kẻ lập tức nhào ra ngay. Lão chọc đầu liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu công tử cũng cảm nhận được, liếc sang lão chọc đầu một cái. Có một tâm trạng như vậy, chỉ hai người có thể hiểu, đây là vấn đề nhàn phẩm sao. Hai người họ ở cùng một chỗ với nhau là phải gặp cướp bóc giữa đường á. Lần trước là ở tinh không, lần này là ở trên biển. Giao bảo bối ra đây. Năm tên đạo tặc đã bao vẩy lấy hai người, ai nấy cũng đều cầm đao đầu quỷ. Trận thế của đối phương không hề nhỏ, có cả cảnh giới động hư. Ngồi cho vững. Lão chọc đầu vừa đứng lên, một tay niết ấn quyết. Bỗng chốc phi kiếm dưới chân rung lên, biến to khoảng 10 trượng, trên thân kiếm xuất hiện từng đường hoa văn thần bí cổ xưa, cộng thêm uy lực khủng khiếp của kiếm, có cả kiếm ý vô hình bay lượn. Hử! Nhóm đạo tặc nhìn thấy thế cũng chia thành hai nhóm, hai người tấn công lẻn trước, ba người chắp tay trước ngực, thi triển phong ấn. Cút! Lão chọc đầu hét lên, điều khiến phi kiếm di chuyển. Khỏi phải nói, thanh kiếm này của lão mạnh bá cháy, hai cảnh giới động hư tấn công bị hất văng ra xa. Ngay cả phong ấn mà ba tên kia hợp sức thi triển cũng bị kiếm uy phá vỡ. Nó lao thẳng đến trước, chạy khỏi phương trời đó. Chạy đi đâu? Nhóm đạo tặc mặt mày hung dữ đều cầm đao đuổi theo. Lão chọc đầu không nhìn lại, chỉ bình thản điều khiển kiếm, có thế đuối kịp, ông đây sẽ theo họ của ngươi. Nhanh quá! Triệu Bản cũng không ngoái lại phía sau, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm này. Trước đó hắn không nhìn rõ. Bây giờ cẩn thận quan sát mới thấy đây là tiên kiếm cấp thái hư, lấy nó đi chém người có lẽ không dễ dùng nhưng để chạy thoát quả thật là rất hữu dụng, lao thẳng vào bầu trời đêm hệt như một vệt sáng. Lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Triệu Bân nhìn lão chọc đầu, điều khiển binh khí tiên cấp thái hư tiêu hao rất nhiều tiên lực, khí huyết dồi dào như lão chọc đầu mà sặc mặt cũng trưng bày cả ra. Mọi nỗ lực trả giá đều có hồi báo. Kẻ đuối giết theo phía sau đều thở không ra hơi. Đuổi theo đến nửa đêm mà vẫn không theo kịp, lúc này đang dồn hết sức mắng cha mắng mẹ. Cướp bóc. Nhiều năm như vậy rồi, đây là tân đầu tiên gặp phải cảnh giới động hư chạy nhanh như vậy. Đuổi theo, tiếp tục đuổi theo đi chứ. Lão chọc đầu cũng mắng lại, lão không sợ đánh đơn lẻ, chỉ sợ bị đánh hội đồng. Triệu công tử cũng tùy ý, hân có thể giấu mình trong giới vĩnh hằng, đến bao nhiêu người cũng được. Phi kiếm lại rung lên, thu nhỏ lại không ít. Lão chọc đầu uống vào viên đan dược, tiếp tục đi về phía đông. Đi đến một vùng biển, phi kiếm mới chậm rãi giảm tốc độ như một chú chim. Lớn bay lượn vòng trên bầu trời, lão chọc đầu vẫn còn đang nắm chặt la bàn nhìn một hồi. Triệu Bân cũng ngó nghiêng, vùng biển yên tĩnh này dường như chẳng có gì khác thường cả. Ở đây rồi, lão chọc đầu điều khiến phi kiếm lao vào biển cả. Đến khi đến xuống dưới sâu, Triệu Bản mới nhận ra ở đáy biển có ấn dấu càn khôn. Thế mà lại có một tiểu thế giới ở đây, hơn nữa còn là loại có thể dịch chuyến, thảo nào lão chọc đầu dần hắn chạy qua chạy lại trên mặt biển. Hai người đáp xuống một khu rừng hẻo lánh, nói chính xác hơn là một khu rừng hẻo lánh bên dưới biển. Triệu Bản ngẩng đầu, nước biển cuộn trào mãnh liệt đều bị sức mạnh bí ẩn ngăn lại, đó chắc hẳn là một kết giới vô hình, chân trận ở trong khu rừng hẻo lánh để ngăn nước biển nhẩn chìm. Đi theo ta. Lão chọc đầu cầm kiếm sải bước đi trước. Triệu Bản cũng đi theo, khu rừng hẻo lánh tối tăm không có ánh sáng, sương mù bao phủ, còn có hiện tượng rất quái lạ, như ẩn như hiện, đó là từng cơn gió u ám. Nơi này là đâu? Triệu Bản tò mò hỏi. Ta cũng không biết nhưng bên trong có bảo bối, lão chọc đầu đáp. Sư phụ nói nơi nào có bảo bối cũng đều tiềm ẩn nguy hiểm. Sư phụ ngươi không nói làm gì cũng là tu hành sao? Lão chọc đầu vừa đi vừa nhìn, chắc chắn là không phải đến lần đầu. Lão dần Triệu Bân, hết đi thẳng rồi dễ đủ hướng như một vị hướng dẫn viên, bởi trong khu rừng hẻo lánh này ẩn chứa một tiên trận mê tung, hơn nữa còn khắc không ít cấm chế. Không lâu sau, hai người mới dừng lại trước một hồ nước. Một bục cao tọa lạc ngay giữa trung tâm hồ nước, dưới bục cao là 99 bậc thang bằng đá, nhìn lên bục cao là một viên linh châu màu vàng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là gì? Triệu Bân hỏi. Thiên linh châu. Lão chọc đầu nói, ánh mắt sáng rực. Là bảo bối, Triệu Bân xoa cằm, nếu không phải bảo bối thì ông già này cũng sẽ không vui mừng đến thế. Đi thôi, lấy nó xuống. Sao ngươi không đi? Nếu ta có thể vào trong còn cần tìm ngươi. Ngươi không thế vào, còn ta thì có thế à?
nơi này có cấm chế, chỉ nhàn tu mới vào được, trùng hợp ta là một con ô long, nói rồi lão chọc đầu tiến lên trước một bước, đầu như đụng phải tấm sắt, vang lên một tiếng bang rồi bị chặn lại. Vậy ta cũng không đi, Triệu Bản lắc đầu, ngộ nhỡ chết ở trong đó thì sao? Ta đã dò xét bằng bí thuật rồi, bên trong không có sát trận, lão chọc đầu ngay thẳng nói. Ta không đi. Nếu lấy được Thiên Linh Châu, vật này sẽ thuộc về ngươi, nói rồi lão chọc đầu phất tay áo, lấy một cái lò đồng nhỏ, còn đẩy là lò luyện tiên, được đúc ra từ phổ thiên tiên thiết, đáng tiền lâm. Đưa cho ta trước, sau đó ta mới đi, Triệu Bân nói. Của ngươi đẩy, lão chọc đầu cũng rất dứt khoát, ném sang cho Triệu Bân ngay. Triệu công tử không hề khách sáo nhưng hiển nhiên hắn đã xem nhẹ trọng lượng của cái lò này, hẳn không tiếp được, suýt nữa còn làm rơi. Không hổ lè được đúc ra từ tiên thiết, quả nhiên siêu phàm, cầm trong tay mà khí uấn vằn bàng bạc vô cùng. Yên tâm, không nguy hiểm đâu, lão chọc đầu lại lấy một sợi dây xích sắt ra, cột lên người Triệu Bân, sau đó còn khắc lên một bí văn, nếu như gặp nguy hiểm thì lão phu sẽ kéo ngươi ra. Được đấy, Triệu Bân vẫn đang nhìn lò đồng. So với hắn, Kiếm Long Uyên phấn khích hơn. Tiên thiết mà, nếu nuốt vào, mùi vị chắc không tệ. Đi mau, lão chọc đầu lên tiếng dục. Về cái lò đồng này, nó là bảo bối chỉ có thế gặp nhưng không thế cầu, thật sự rất đáng tiền. Lão đã cất giữ nó nhiều năm, đế dụ dỗ hậu bối đi lấy Thiên Linh Châu, lão đã chấp nhận chịu tốn kém. Nhưng cũng không sao cả. Đợi lấy được Thiên Linh Châu thì lão sẽ giành nó lại từ tay tên nhóc này. Những chuyện thế này lão làm quen rồi. Được. Triệu Bân cất cất lò đồng vào rồi bước xuống hồ. Giống như những gì lão chọc đầu nói, trong hồ thật sự không có nguy hiểm, hắn đi một mạch mười mấy bước mà vẫn chưa thấy gì lạ, cứ như một cái hồ. Bình thường, chắc nơi thật sự nguy hiểm là cái bục cao đó. Nhóc con nhanh lên. Chẳng phải đang đi đây sao? Âm thanh không ngừng vang vọng trong khu rừng âm u dưới đáy hồ. Lão chọc đầu đứng bên ngoài hồ, nhìn mòn mỏi cả con mắt. Triệu công tử đang tiến sâu vào bên trong, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Mãi đến khi đi đến trước thềm đá thì hắn vẫn chưa gặp nguy hiểm. Hắn dừng lại, quan sát chung quanh trước rồi mới nhìn lên trên. 99 bậc thang đá phủ đầy bụi, toát ra vẻ cổ kính, không biết vị tiền bối nào đã tạo ra bục cao này, càng không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Bay lên lấy rồi đi ngay, lão chọc đầu hét lên. Triệu Bản không trả lời. Hắn cũng muốn bay lắm nhưng hiện tại cơ thể đang bị một sức mạnh đáng sợ áp chế. Cấm phi hành. Không cách nào di chuyển trên không. Nếu Triệu Bân đoán không nhầm, phải leo hết 99 bậc thang bằng đá thì mới có thể lấy được Thiên Linh Châu. Có lẽ đây là thử thách do tiền bối để cho hậu bối, nếu đến cả mấy bậc thang cũng không đi hết được thì sao còn muốn lấy bảo bối. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân lên. Khi bước lên nấc đầu tiên, hắn cảm thấy áp lực lại tăng thêm một phần. Lên thêm nấc thứ hai thì uy áp càng mạnh hơn. Thì ra là vậy à. Triệu Bân đã hiểu, càng lên cao thì áp lực càng lớn. Hắn đã từng gặp chuyện này, ngày trước, lúc ở Thiên Tông, khảo hạch vào nội môn cũng tương tự, chỉ có đi đến điếm cuối thì mới xem như đã đắc sư. Qua ải, đương nhiên, thang trời của Thiên Tông cùng đẳng cấp với bậc thang đá này, hắn mới đi được mười mấy bậc mà uy áp đã mạnh đến mức khiến hắn nhấc chân không nổi. Cố lên! Lão chọc đầu hét lớn, dường như lão đã nhận ra huyền cơ của thang đá qua thần thái của Triệu Bân, phải chống chọi với uy áp đế vượt lên thì mới được, nếu không đủ thực lực thì chẳng thể đi đến hết đường. Quỳnh, đùng! Bước đi của Triệu Bân ngày càng trở nên nặng nề. Hay nói cách khác, uy áp càng ngày càng to lớn, mỗi khi Triệu Bân tiến thêm một bước rồi đặt chân xuống, luôn có. Một tí ếch ầm vang lên, dù là kẻ có thực lực, hắn cũng bị đè nén tới mức mặt đỏ bừng. Chán nổi gân xanh, cứ có cảm giác như đang vác một ngọn núi trên thân, luôn có thế bị nghiền áp bất cứ khi nào. Đến nấc thứ 67, hắn đã ngồi xuống một cái bịch. Đến đây, uy áp đã khổng lồ, cực kỳ đáng sợ, đè hắn hộc máu. Lão chọc đầu thấy vậy thì thót tim, mới đến bước thứ 67 mà có vẻ Triệu Bân này đã không chịu nối nữa rồi, tiểu tiên này hiển nhiên không thể vượt qua được thử thách 99 bậc thang đá. Quay lại đi, lão chọc đầu hét lớn. Triệu Bân vằn không trả lời mà chỉ ngồi im ở đó. Tâm chế tốt đấy. Hắn lấm bấm, chỉ đủ bản thân mới có nghe. Chịu đựng uy áp to lớn như thể cũng là một loại tu hành luyện thế. Triệu Bân lại đứng dậy, nâng chân bước tiếp nấc thứ 68. Chợt ầm,
lần này đã không còn đơn giản là hộc máu nữa mà tứ chi trăm khớp của hắn đều nát vụn. Lên thêm một cái nữa thì sẽ đến lục phủ ngũ tạng. Sau đó sẽ là kỳ kinh bát mạch trên cơ thể. Tốt lắm. Ánh mắt Triệu Bân sáng lên, hắn vận dụng tẩy tủy dịch cản kinh và vạn pháp trường sinh quyết, cái thứ nhất là để luyện thể, loại thứ hai là để tái sinh, một cái để tôi luyện thân thể, cái kia để nối lại kinh mạch. Tu hành như thế, làm ít công to, có thế rèn luyện cốt cách của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên thần cũng phải chịu áp lực đáng sợ, sức mạnh của nguyên thần cũng được tinh luyện. Hủy cũ xây mới chính là đạo lý này. Đây, nhóc con được lắm. Lão chọc đầu suýt xoa, vốn dĩ lão không đánh giá cao tên thiếu tiên đó, nhưng giờ nhìn lại mới biết đối phương là một tên giỏi chịu đòn, nấc thứ 67 đã hộc máu rồi nhưng cố gắng bước đến bậc thứ 93. Biết đâu chừng. Tên thiếu tiên đó lại thật sự có thế giúp mình lấy được Thiên Linh Châu. Phụt. Đến nấc thứ 94, Triệu Bân dừng lại, hộc máu. Lão tiền bối tạo ra tiên đài này thật sự là một người nhẫn tâm, uy áp nặng cỡ này có thể sẽ gây ra án mạng thật đấy. Nếu đổi lại là tiên nhân bình thường khác, e là đã bị đè thành đống thịt nhão rồi. Nào, một. Triệu Bân hét lớn, cố nhịn đau, tiếp tục tiến thêm 3 bước nữa. Dường như uy áp của nấc 97 đã tăng gấp đôi, chân hắn ngã ra đất, máu me khắp người, tiếng răng rắc vang lên như pháo đốt đang nổ trong cơ thể. Hắn rất giỏi chịu đựng. Kết hợp vận hành dịch cản kinh và trường sinh quyết, xương cốt và kinh mạch nứt vỡ hết lần này tới lần khác, sau đó được phục hồi cũng hết lần này đến lần. Chỉ còn 2 bước nữa thôi, một. Lão chọc đầu căng thẳng, giờ có thể lấy được Thiên Linh Châu không là phải xem tên thiếu bối này có thể vượt qua được hay không. Chuyện này chẳng những cần sức mạnh của thế xác mà còn cần cả tinh thần thép nữa. Cũng may, cả hai điểm này Triệu Bân đều có cả. Hắn lại một lần nữa đứng dậy, nhấc chân một cách khó khăn. Ầm, răng rặc, Hân dâm chân xuống, một tiếng ầm vang lên. Hắn dẫm chân xuống là gân cốt đứt. Gãy, Triệu Bân dừng lại, ngồi bệt xuống ở bậc thứ 98. Hắn ngồi suốt 3-4 ngày. Trong 3-4 ngày đó, không giây phút nào hắn ngừng tôi luyện cơ thể. Trong 3-4 ngày đó, lão chọc đầu sốt ruột vô cùng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi, sao thằng nhóc không bước tiếp chứ? Ta không đi. Ta đang tu hành. Đây là đáp án của Triệu Bân. Hắn ngồi im đó, không nhúc nhích, mặc cho uy áp đè ép lên thân, hẳn vẫn cứ liều mạng sử dụng tẩy tủy dịch cân kinh và vạn pháp trường sinh quyết. Một cuộc đối kháng giữa hủy diệt và tái sinh. Người dám tu hành cứu đó thì chắc chắn là người rất mạnh mẽ. Trước giờ thiên tài ý cấp bậc nghịch thiên luôn chọn cách khác biệt. Những tiên nhân khác có đến chỗ này cũng không dám liều như hắn. Làm gì thế, lão chọc đầu lại gọi. Hay để cho ông đi nhé, Triệu Bân mẳng, miệng đầy nước bọt lẫn máu. Mệt thì nghỉ một lát đi, lão chọc đầu hít một hơi thật sâu, chỉ sợ Triệu Bân giớ chứng bỏ ngang giữa chừng. Triệu Bân cũng chẳng ngại ngần gì mà ngồi luôn để nghỉ ngơi. Dề gì gặp được chỗ tốt để tu hành, sao hắn nỡ lòng đi cho được. Hẳn ở bên này hưởng thụ, lão chọc đầu ở kia thì lại chịu dày vò một cách đau khổ, một ngày dài chẳng khác nào bằng cả 1 năm. Đến ngày thứ 6 mới thấy Triệu Bân đứng dậy, hắn đã dần thích nghi với uy áp đáng sợ tại bậc thứ 98, lợi ích cũng chỉ có giới hạn, nếu cứ ngồi lì ở đó tôi luyện thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đùng! Cuối cùng hắn cũng bước lên bậc 99. Uy áp đáng sợ cũng tan biến vào ngay giây phút đó. Triệu Bản chợt cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, từ trong ra ngoài đều có cảm giác như được hồi sinh. Lấy Thiên Linh Châu đi, lão chọc đầu nhảy cẳng lên. Không quên đâu, Triệu Bản đáp lại rồi bước đến trước Thiên Linh Châu, dạo quanh một vòng quan sát, hạt châu này thật sự rất không tầm thường, ánh sáng của nó giống như những thanh kiếm sắc bén, chói đến mức khiến hai mắt hắn nhói đau. Hắn mở tiên nhãn, cố gắng quan sát. Vừa nhìn là Hân đã bị cắn trả, đồng lực bị đánh tan toàn bộ, máu tươi chảy ra từ khóe mắt, cả tiên nhãn và thiên nhãn lập tức bị tổn thương. A, à, Triệu Bân bất giác bụng hai mắt, cơn đau làm đầu óc của hắn cứ ong ong. Là do hắn không biết tự lượng sức, tự tiện nhìn lén bảo vật của tiền bối nên mới bị tổn thương nguyên thần. Hân không dám nhìn thêm nữa, đưa tay với lấy Thiên Linh Châu. Nhưng vừa cầm Thiên Linh Châu trong tay thì đài đá liền rung chuyển rồi đột nhiên sụp đổ. Một luồng sức mạnh thần bí mà mênh mông xuất hiện, biến thành một cơn lốc khổng lồ, tốc độ chuyển động cực nhanh. Biến cố đến quá đột ngột, ngay cả Triệu Bân cũng không kịp trở tay, hắn bị cuốn vào trong cơn lốc.
Trời mới biết trong cơn lốc có chứa sức mạnh gì mà khiến hắn đứng cũng không thể đứng vững, ngay cả thể phách. Mạnh mẽ cũng sắp bị xé toạc tới nơi. Thứ này còn kinh khủng hơn uy áp, đến cả tiên lực dồi dào cũng bị đánh tan. Quay lại. Lão chọc đầu hốt hoảng, tay kéo dây xích sắt, liều mạng lùi về sau. Ngặt một nỗi, lão không kéo được Triệu Bân ra ngoài mà còn bị cuốn ngược vào trong theo Triệu Bân, chẳng phải vì Triệu Bân kéo mà Bới Hân đang ở trong cơn lốc nên không làm chủ được bản thân. Sợi xích sắt nối hắn và lão chọc đầu, cơn lốc lại xoáy với tốc độ cực nhanh, vậy chẳng phải pha lão chọc đầu cũng sẽ bị cuốn vào trong sao? Khổ nhất là việc lão chọc đầu không phải nhân tu, cấm chế của hồ nước vân còn đó, là một lá chắn vô hình, nếu không phải là nhân tu thì không thế vào, giờ lão bị kéo vào thì cảnh tượng sẽ lạ ỷ thảm thiết. Bum! Choảng! Choang! Lão chọc đầu rất thê thảm, liên tục bị kéo vào rồi liên tiếp va lên tấm chắn vô hình, lần nào cũng như va vào tấm thép. Tiếng va chạm vang lên rất có nhịp điệu, khỏi phải bàn tới người bị, chỉ nghe thôi là cũng thấy đau. Lão đường đường là một cao thủ cảnh giới động hư mà lại bị va đập đến mức không còn biết gì nữa, chỉ thấy đầu óc ù ù. Keng! Dây xích sắt nối liền hai người nhanh chóng bị đứt ra, lúc này họ mới tách rời. Lão chọc đầu bị va đập đến ngu người, loạng choạng mấy bước rồi cắm đầu xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ, cơ thể co giật, miệng sùi bọt máu, lần đầu tiên tông vào tường mà sướng như vậy. Nhìn lại Triệu Bân, hắn đã biến mất trong cơn lốc. Hắn biến mất rồi, cơn lốc cũng tan đi, cuối cùng hồ nước hỗn loạn cũng yên tĩnh trở lại. Phụt! Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại, hắn đã nằm trên mặt đất cứng, dưới thân là một vũng máu. Phải mất 4, 5 giây, hắn mới có thể chống hông đứng dậy, việc đầu tiên là quan sát bốn phía, đập vào mắt là một vùng đất rộng lớn, không có cây cối hay bất cứ sinh linh nào, chỉ có không. Khí cổ kính lãng đãng. Đây là đâu? Triệu Bân ngơ ngác, chỉ biết đấy là một tiểu thế giới. Hắn và lão chọc đầu đều đã đánh giá thấp khu rừng dưới đáy biến, không ngờ trong tiểu thế giới lại còn một thế giới khác, vì hắn đã vượt qua được thử thách cầu thang bằng đá, lấy được thiên linh châu nên mới bị hút đến tiểu thế giới này, đây mới chính là tận cùng của khu rừng dưới biển sao. Lão đại, có người, đột nhiên Long Uyên thốt lên. Không cần nó phải nói, Triệu Bản đã nhìn thấy rồi. Hình như ở tận cùng của bầu trời có một người đang từ từ bước đến, có lẽ là vì cơ thể quá nặng nề nên mỗi khi đối phương hạ chân xuống thì đều khiến mặt đất rung lên ầm ầm. Thản hình người nọ biến hóa kỳ lạ, mấy giây trước còn ở tít đằng xa mà mấy giây sau chỉ còn cách hần mười mấy trượng, ngũ quan mơ hồ, không nhìn rõ mặt, chỉ có đôi mắt là sâu thẳm và sáng như sao. Khí tức đối phương nóng rực, lửa nóng thiêu đốt toàn thân. Dù còn cách đến mười mấy trượng nhưng Triệu Bân đã cảm thấy được hơi nóng ập đến. Không phải là người thật, Long Uyên lẩm bẩm. Cũng không phải ấn ký, Thiên Lôi nói thêm vào. Chân khí Thái Dương, chẳng trách có thể trở thành chủ nhân, Triệu Bân vẫn là người nhìn rõ nhất. Đó không phải là chân nhân, cũng không phải là ấn ký gì cả, mà chỉ một luồng chân khí Thái Dương biến thành hình người thôi. Đáng tiếc, chân khí Thái Âm của hắn đã bị căn nguyên hấp thụ, nếu vẫn còn, giờ gặp chân khí Thái Dương. Chắc hai bên đã cơ hội giao lưu, một cái chí âm, một cái chí dương, chúng nó là tương khắc trời sinh. Chân khí Thái Dương đã hành động, tung một chưởng từ xa. Triệu công tử cũng không chịu thua, xuất ra hám thiên quyền. Quyền và chướng gặp nhau, xương tay Triệu Bân vỡ vụn, máu màu vàng bắn. Ra, chân khí Thái Dương càng thê thảm hơn, cả bàn tay và cánh tay đều nổ tung. Chiến đấu cùng cấp bậc sao? Triệu Bân hơi nheo mắt lại, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Chợt đây cũng là thử thách do tiền bối đế lại, biến chân khí Thái Dương thành hình người, dựa theo tu vi của đối phương đế quyết định thực lực, nếu đánh thắng thì sẽ có cơ duyên, nếu thua thì cứ coi nơi đây mồ chôn của mình. Đến pháp tắc thần linh ta còn đánh thẳng được mà lại sợ một luồng chân khí Thái Dương như ngươi sao? Triệu công tử khá mạnh mẽ, chủ động tấn công, chiến ý lập tức dâng cao đến đỉnh điếm. Tiểu thế gì ấy mênh mang, tiếng nổ đi đùng vang vọng trời đất. Triệu Bản huyết chiến cùng chân khí Thái Dương, đánh đấm hăng hái. Cục diện trận chiến đương nhiên là chân khí Thái Dương triệt đế rơi vào tình thế bất lợi, bị Triệu công tử đè ra đánh cho đứng không vững. Nếu nó chỉ có một cái mạng thì đã bị Triệu công tử đánh cho tan tành từ lâu rồi. Quỷ dị ở chỗ, nó giống như bất tử vậy, cứ bị tiêu diệt một lần sẽ đắp nặn lại một tân, hơn thế, tốc độ cực kỳ nhanh. Như thế chỉ cần chớp mắt đã phục hồi nguyên trạng. Cho dù là vậy, nó vẫn không thể địch nổi Triệu Bân, e rằng đến
Cả chủ nhàn của nó cũng không ngờ rằng người tới khảo sát lần này lại là một yêu nghỉ ệt nghịch thiên. Cũng phải, tên này từng đánh với cả pháp tắc của thần linh cơ mà. Chân khí Thái Dương dù mạnh đến mấy cũng chí đáng sách dép trước mặt pháp tắc của thần linh. Nơi này đánh nhau hừng hực khí thế, thế giới bên ngoài im lặng như tờ. Cơ thể lão đầu chọc khẽ rung lên, cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi. Thế nhưng đập vào mắt lão là một đống tàn tích, không còn trông thấy 99 bậc thềm đá, cũng không thấy đài cao và tên tiểu tiên nhân kia nữa, mặt hồ bị sỏi đá và cát bụi làm cho đục ngầu. Tiếu tử! Lão chọc đầu ghé tới bên bờ hồ, liên tục gọi hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, không có hồi ảm. Bốn phương tám hướng im lặng đến đáng sợ. Chết rồi sao? Lão đầu chọc lầm bầm, lông mày nhíu chặt. Lão không khỏi thấy áy náy. Là lão đã hại tiểu tiên nhân kia. Không lấy được thiên linh châu, còn mất luôn tính mạng. Trong lúc áy náy, lão cũng rất bực mình. Chủ nhàn của tiểu thế giới này cũng vô liêm sỉ quá. Rõ ràng tiểu tiên kia đã vượt qua khảo sát, rõ ràng đã lấy được thiên linh châu, thế mà lại đón nhận một tử kiếp. 7. Đây là một cái bẫy. Đừng để lão tử cha ra ngươi là ai. Lão đầu chọc căm hận chửi mắng, đào hố để bẫy hậu bối, mẹ kiếp, quá thất đức. Ôi! Sau một hồi chửi mắng, lão lại thở van than dài, lấy ra một bầu rượu rót xuống hồ. Một tiểu bối tốt quá chừng tốt, thế mà bị lão dụ tới cái hố này, đã mất báo bối thì chớ, còn hại người ta mất. Luôn cái mạng. Lão bỏ đi. Trên đường trở ra. Lão lần lượt hỏi thăm hết lượt 18 đời tổ tông của chủ nhân khu rừng này. Đùng, đùng, ầm. Bên trong tiểu thế giới, trận đại chiến vẫn chưa dừng lại. Chân khí Thái Dương chịu đòn rất giỏi, có trời mới biết nó đã bị đánh bại bao nhiêu lần, nhưng vẫn bất diệt. Triệu Bân thì càng đánh càng hăng, hắn không tin không hạ gục được nó. Chẳng lẽ người chịu đòn giỏi hơn cả pháp tắc của thần linh? Bùm. Trong lúc này, Triệu Bân lại dùng một nắm đấm hất văng chân khí Thái Dương. Chân khí Thái Dương đột ngột đứng lại, hai tay lập tức chạp vào nhau và niệm chú. Cùng với một tiếng rung ầm ầm, sau lưng nó mở ra một cánh cửa hư ảo khổng lồ, cả đống pháp khí từ bên trong đó phóng ra ngoài, đao kiếm, lư đồng, tiên đỉnh, bảo ấn, linh kính. Cần gì cũng có, bất kể là cái nào cũng sở hữu lực sát thương cực mạnh, tỏa ra ánh sáng hủy diệt đủ màu sắc. Phá! Triệu Bản vung trường quét qua. Gì mà đao thương kiếm kích, pháp khí tiên. Binh nào cũng bị một chưởng của hắn đánh bay hết, đến cả cánh cửa khổng lồ hư ảo kia cũng vỡ tan tành, chân khí Thái Dương lại một lần nữa nổ tung. Lần này nó không khôi phục hình người nữa mà tan thành một làn khói chân khí Thái Dương thuần túy nhất. Triệu Bân giơ tay, nhẹ nhàng tóm được nó, cầm trong tay nhìn tới nhìn lui. Không hổ với cái tên, Thái Dương, làn khói này nóng bỏng từ tận linh hồn, không gian này cũng bị thiêu đến mức vặn vẹo. Bùm! Triệu Bân cảm thấy thế phách của mình đang rung lên. Nói cho chính xác hơn là căn nguyên huyết mạch của hắn đang rung lên, khơi gợi sóng ngầm dữ dội, sau đó lập tức hút mất chân khí Thái Dương, dung nhập vào huyết mạch, biến thành chất dinh dưỡng cho căn nguyên, khiến Triệu Bân không kịp trở tay, cũng khiến thiên lôi cuống quýt lên, chỉ sợ căn nguyên của chủ nhân lôi cả nó đi. Sao cái gì ngươi cũng nuốt thể? Triệu Bân nhìn vào căn nguyên, có thể trông thấy một mảng màu vàng rực rỡ. Dung hòa xong chân khí Thái Dương, dường như căn nguyên khôi phục thêm một phần, huyết mạch tinh túy hơn, sức mạnh huyết mạch cũng bá đạo hơn, thế giới không gian vĩnh hằng đi cùng cơ thể cũng to hơn hẳn. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đây là một cơ duyên. Khá đấy. Triệu Bân bật cười, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Căn nguyên lại khôi phục thêm, hẳn có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí kia rất rõ ràng. Chẳng trách Nguyệt Thần nói rằng nhánh này rất mạnh rất kinh khủng. Hắn chỉ là tiên thế vĩnh hằng nửa vời đã sở hữu sức mạnh như thế. Nếu hắn là tiên thế vĩnh hằng hoàn chính, chẳng phải rất đáng sợ sao? Nếu hắn là tiên thể vĩnh hằng hoàn chỉnh, chẳng phải sẽ rất nghịch thiên sao? Không biết tới lúc nào, hắn mới trốn ra khỏi tiểu thế giới. Bên ngoài không thấy lão đầu chọc đâu, chắc hẳn đã rời đi rồi. Thế này, thì ngượng lắm. Triệu Bân liếc mắt nhìn thế giới vĩnh hằng, viên thiên linh châu kia đang lơ lửng trong không trung, tỏa sáng lấp lánh. Hắn vốn đi lấy bảo vật thay lão chọc, bây giờ có phải có thế chiếm làm của riêng không nhỉ? Đã bảo mà, chuyến đi này không uống phí, nương nhờ vào bậc thang đá tôi luyện thể phách, lấy được lò luyện tiên, lấy được thiên linh châu, còn lấy được chân khí Thái Dương, khôi phục căn nguyên huyết mạch, cơ duyên chồng chất đấy. Lão đại, hôm nay người đẹp trai ghê, Kiếm Long Uyên nói một câu rất thâm sâu.
ta có ngày nào không đẹp trai. Triệu Bân tiện tay quăng Long Uyên vào thế giới vĩnh hằng, ngụ ý rõ ràng, lò luyện tiên và thiên linh châu kia thuộc về ngươi hết, có nuốt được không phải xem bản lĩnh của ngươi nhé. Được ngay. Long Uyên cười hề hề, chạy thẳng tới chỏ lò luyện tiên. Bản lĩnh của nó lớn lắm nhé. Núp bằng tiên thiết thì đã sao, nó xử hết. Quả thực nó cũng có bản lĩnh này, không đợi Triệu Bân ra khỏi khu rừng, nó đã chém lò luyện đan nát tươm, cho dù chỉ là mảnh vi đi cũng vẫn tỏa sáng lấp lánh, sau đó tân lượt bị nó nuốt sạch. Còn về thiên linh châu, đây là bài toán khó, một nhát kiếm chém xuống mà thứ này vẫn bất động. Triệu Bân từng liếc mắt nhìn qua, viên linh chảo này quá quỷ dị, cứng hơn cả tiên thiết. Đa tạ tiền bối đã tặng. Ra khỏi khu rừng dưới đáy biển, Triệu Bân vái lại. So với chủ nhân của khu rừng này thì hẳn thấy cảm kích lão đầu chọc hơn. Nếu không nhờ lão chọc đầu đưa hắn đến đây, hắn cũng không gặp được nhiều cơ duyên như thế. Lão đại, không chém nổi, Long Uyên ho khan một tiếng. Không chém nối thì đừng chém nữa, Triệu Bản nói rồi quay đi. Nếu đã là bảo bối tốt, lôi ra nghiên cứu một hồi rồi tính tiếp. Đợi hôm nào đó gặp lại lão chọc đầu, chưa biết chừng còn có thể kiếm được một ân tình. Hôm nay Diệp gia bị bao phủ bởi sự u ám. Có vị khách không mời mà đến đang tập trung ở đại điện Diệp gia, phải đến mấy chục người, toàn là cao thủ động hư, trong đó có vài người còn bước nửa chân vào cảnh giới thái hư, vô cùng huynh hoang. Đến chính cường giả của Hầu thị. Người đi đầu là đại trưởng lão Hầu Nguyên của Hầu gia. Ông ta dẫn một đám người tới đẩy không phải Ngao Du Sơn Thủy, mà là nhân lúc cháy nhà tới hôi của. Trận chiến ác liệt trước đó đã quét qua toàn bộ Bắc Cực Tinh, Diệp gia cũng là bên tham chiến, 6 phần sức chiến đấu đỉnh cao đã bỏ mạng trong chiến tranh, đến cả lão tổ Diệp gia chống đỡ cục diện cũng sống dở chết dở, bởi vì nguyên thần bị thương nặng nên tu vi giảm mạnh. Đả kích này khiến nguyên khí của Diệp gia tổn thương nặng nề, không còn vẻ huy hoàng của ngày xưa. Ngược lại, tuy Hầu gia cũng có thương vong, nhưng vô thưởng vô phạt, còn lâu mới thương tổn tới căn cơ. Quan trọng nhất là lão tổ của Hầu gia vẫn bình an vô sự, lúc này đây xét về căn cơ, họ tuyệt đối chèn ép được Diệp gia, đảo thế không nhân cơ hội này mà vơ vét. Núi quặng của Diệp gia ở Thiên Nam thuộc về Hầu gia ta, Hầu Nguyên điềm tĩnh nói ỉ, câu này không mang hàm ý thương lượng mà giống mệnh lệnh hơn, bởi vì họ đủ tư cách. Không cho, thế thì tiêu diệt toàn bộ Diệp thị. Ngươi đúng là bắt nạt người khác quá đáng. Người hét lên là gia chủ Diệp Phong của Diệp gia, cũng chính là cha của Diệp Lan. Tuy ông ta đã bước được nửa chân vào cảnh giới thái hư, nhưng thương tích không nhẹ, nguyên thần bị thương nặng, dù bước nửa chân vào thái hư nhưng khí tức lúc này còn không bằng động hư cấp 8. Trường lão của Diệp gia chỉ lác đác vài người, cũng chẳng khá hơn là bao. Đừng nói là chống đỡ cục diện, đến cả đối đầu cũng tốn sức. Ở địa bàn của Diệp gia, ngay đại điện của Diệp gia mà tổng thể khí thế không bằng người ngoài, có thể thấy Diệp thị sa sút tới mức nào. Diệp gia bây giờ có tư cách đàm phán cùng Hầu gia sao? Hầu Nguyên khẽ nhếch môi, tư thái kiêu ngạo, cứ phải đến đợi lão tố nhà ta giá lâm thì không còn gì để thương lượng nữa đâu. Ngươi, đừng đế rượu mừng còn không chịu uống. Hầu Nguyên cười khẩy, thẳng thừng ngắt lời Diệp Phong. Chỉ vài cầu ngắn ngủi đã khiến không khí trong điện trở nên đè nén. Đối đầu về khí thế khiến toàn bộ đại diện rung lên huỳnh huỳnh. Không khó để nhận ra Diệp gia không thế bằng được, cảnh giới động hư còn có vài người, làm sao đối chọi được với khí thế của đối phương. Bị đồng loạt bị dồn cho thối lui, Diệp Phong là gia chủ còn hộc máu ngay tại chỗ. Cha, Diệp Lan vội vàng bước tới. À phải rồi, thêm điều này nữa, Hầu Nguyên mỉm cười bấn cợt, con gái ngươi, hôm nay bọn ta sẽ đưa đi. Thiếu chủ nhà ta ưng mắt nàng ta, hai tộc ta kết thành hôn sự, chắc hẳn Diệp gia sẽ không phản đối. Hầu Nguyên. Diệp Phong hét lẽn đầy kiên định, lập tức xách sát kiếm ra. Trưởng lão của Diệp gia cũng toàn là hán tử cứng đầu, tuy chiến tranh đã kết thúc, nhưng họ không ngại đánh thêm trận nữa, dù không địch nối Hầu gia cũng phải để đối phương phải trả giá. Không biết nặng nhẹ như thế, hôm nay sẽ tiêu diệt toàn bộ Diệp thị, khí thế của Hầu Nguyên bùng nổ, trưởng lão Hầu gia cũng đùng đùng khí huyết, có vẻ như muốn khai chiến luôn. Tiêu bối, ngươi rất ngông cuồng đấy. Không đợi đôi bên đánh nhau, bên ngoài điện đã vang lên một giọng nói giả nua. Chưa dứt lời đã thấy một bóng đen lướt vào đại điện như cơn gió, người này mặc áo bào đen, không thấy được diện mạo, chỉ biết rằng đó là một cao thủ. Thái hư, khí tức thái hư lộ hết ra ngoài. Người này tất nhiên là Triệu công tử rồi, vừa từ bên ngoài về, trùng hợp sao gặp ngay cảnh tượng này. Vậy thì phải cứu thôi,
cứu thế nào, liều mạng diền ra khí tức thái hư. Diệp gia cần một vị cao thủ thái hư trấn áp. Cao thủ thái hư. Hầu Nguyên trông thấy mà lập tức run sợ phân nửa. Người của Diệp gia trông thấy mà mặt mũi mờ mịt, ở đâu ra cao thủ thái hư này? Diệp Lan chỉ sững sờ trong thoáng chốc, bởi vì đôi mắt của Triệu Bân khiến cô ta thấy quen thuộc, chắc chắn cô ta từng gặp người này. Không biết vị đạo hữu này từ đâu mà đến. Một, Hầu Nguyên khẽ nheo mắt. Người cũng xứng hỏi danh tính lão phu ư? Triệu Bân chẳng buồn nhìn, sát khí trăm năm hồng trần phối hợp cùng uy thế của cảnh giới động hư được thể hiện ra khiến tất cả mọi người giật mình. Rốt cuộc cao thủ thái hư này đã giết bao nhiêu người? Nếu không dâm lên núi thây biến máu, làm sao có được sát khí khủng khiếp này? Hầu Nguyên kiêng dè. Cường giả Hầu gia cũng khiếp hãi không thôi. Đây là chuyện riêng của hai tộc Hầu Diệp, mong tiền bối đừng nhúng tay vào, ngày khác lão tố nhà ta chắc chắn sẽ bày tỏ tâm ý, tư thái của Hầu Nguyên đã khiêm tốn hơn khá nhiều. Người này không ngốc, vẫn còn biết dọn đường sau này, lão tổ của Hầu gia cũng là cao thủ thái hư, kiểu gì cũng phải nể mặt. Bắt nạt đồ nhi của ta như thế, ta không nên quản ư? Triệu Bân như một con hát chuyên nghiệp, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ, lão công phu chỉ nói một câu, dám động tới Diệp gia, ta đảm bảo Hầu gia ngươi. Mãi không có ngày yên bình. Cảnh giới thái hư đã có lời, uy thế đáng nể. Khỏi phải nói, câu này cũng hữu dụng đấy, cường giả Hầu gia không phải kẻ ngốc, bị cao thủ thái hư nhắm tới thì Hầu gia yên ổn được mới lạ. Ngày ngày bị hành thích, ai mà chịu cho nổi đây? Cút! Triệu Bân thản nhiên lên tiếng. Khí thế và sát khí được đẩy lên đến mức tận cùng. Nếu từng đó vẫn không thể hù được người Hầu gia, thế thì hẳn lại đành phải bước ra thể hiện một chút, chẳng lẽ thật sự phải đối đầu đấu võ hay sao? Đừng đùa thế, một tiểu tiên nhân như hẳn còn không đủ để Hầu Nguyên đập một cái nữa là. Đi thôi. Hầu Nguyên hoảng hốt, lập tức lùi lại. Dù sao đây cũng là địa bàn của Diệp gia. Dù sao đối phương cũng có một cảnh giới thái hư. Nếu khai chiến thật, tất cả bọn họ đều sẽ xông lên. Thế thì, tạm thời tránh đi mũi nhọn có vẻ tốt. Hơn, phù, Triệu Bản thấy thế lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có chút bản lãnh giữ nhà thì đúng là không thể hù được người khác. Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp, Diệp Phong vội vàng chắp tay với các trưởng lão. Triệu Bân diền hết sức ra hình ra dáng, sải bước chuẩn bị đi. Đi ngang qua Diệp Lan thì lại thông báo một tiếng. Tiếu đầu nhi, đi theo vi sư. Diệp Lan ngơ ngác, nhưng vẫn đi theo. Ngơ ngác hơn cô ta chính y à Diệp Phong và các trưởng lão, cô ta nhận cảnh giới thái hư đó làm sư phụ từ khi nào thế? Điều này không quan trọng, quan trọng là cảnh giới thái hư này vừa mới giúp Diệp gia chống đỡ, tuy chỉ là tạm thời nhưng lại giúp Diệp gia tranh thủ được rất nhiều thời gian quý giá. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể cố gắng hồi phục vết thương, cũng có thể mượn sức tứ phương đế cùng chống lại Hầu thị. Bên này, Triệu Bân và Diệp Lan đã một trước một sau đi vào khu rừng trúc. Triệu Bân cố gắng làm ra vẻ, chắp hai tay sau lưng, cố ra dáng một lão tiền bối đầy uyên thâm. Sau lưng, môi Diệp Lan mấp máy há miệng rất nhiều lần nhưng vẫn không lên tiếng, cô ta không biết mình có thêm một vị sư phụ từ khi nào. Trước mặt, họ đã đi đến sân nhỏ. Triệu Bân từng bước đi vào, sau đó còn thản nhiên nói, đóng cửa. Khỏi cần hắn nói. Diệp Lan cũng vội vàng đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Phút, Triệu Bân lảo đảo. Tiền bối, Diệp Lan vội vàng chạy. Là ta, Triệu Tử Long. Triệu Bân không diễn nữa, máu tươi phun ra từng ngụm, cả người cũng như mất hết sức, gân mạch xương cốt trong người đều đứt đoạn từng tấc, cả nguyên thần cũng nứt thành những khe hở lành lạnh. Để tạo ra được uy thế của cảnh giới thái hư, hắn đã liều mạng. Nên biết rằng, hắn chỉ là một tiên nhân. Hắn nhảy qua hai cảnh giới huyền tiên và động hư để tạo ra uy thế của thái hư, có khác gì đang liều mạng đâu. Cũng may, hắn có tư chất rất mạnh, có. Thế chịu được cân trả của thái hư. Ngươi, vẻ mặt Diệp Lan hết sức ngạc nhiên. Thảo nào trông hắn cứ thấy quen quen, thì ra là Triệu Tử Long. Cô ta tưởng đâu ân nhân đã đi rồi, không ngờ hắn lại trở về. Cô ta hết sức khó tin, một tiên nhân lại có thể tạo thành uy áp của thái hư. Phụt. Triệu Bân lại hộc máu, dù đã có Diệp Lan đỡ nhưng vẫn không thể đứng vững, bởi vì xương cốt và kinh mạch toàn thân hắn đã nứt đoạn, khủng bố nhất là vết thương nguyên thần, một vết nứt rất lớn. Đạo hữu Tử Long, trông chừng giúp ta một lát. Triệu Bân đế lại những lời đó rồi chìm vào hôn mê trong lòng Diệp Lan. Tất nhiên Diệp Lan vô cùng lo lắng, muốn tìm phụ thân giúp đỡ, nhưng cô ta cũng nghe thấy lời Triệu Tử Long,
ý hắn là gì thì cô ta cũng rõ, bấy giờ Triệu Tử Long đang vô cùng suy yếu, không muốn để bất kỳ người ngoài nào biết. Răng rắc, khi cô ta đang hết sức do dự, thì chợt nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc trong người Triệu Bân. Cô ta vội vàng nhìn xuống, chứng kiến cảnh tượng hết sức đáng sợ, gân mạch và xương cốt Triệu Tử Long đang nối từng đoạn lại với nhau, cả vết nứt của nguyên thần cũng đang hồi phục như cũ, khả năng hồi phục đáng sợ như thế đúng là cực kỳ hiếm thấy, đó là tiên thế vĩnh hằng ư. Có thể tự chữa trị cho mình hả? Diệp Lan cũng không hề nhàn rỗi, vội vàng ngưng tụ tiên lực. Vẻ đau đớn khổ sở của Triệu Bân dần tan đi, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như thế. Tạo ra uy thế của Thái Hư như mất nửa cái mạng, cắn trả đã tổn thương căn cơ hắn quá nặng nề, nhưng cũng không có vấn đề gì, có tẩy tủy dịch cân kinh cùng với vạn pháp trường sinh quyết chống dỡ, hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay hôm đó, bên ngoài phủ đệ Diệp gia xuất hiện những bóng người lướt qua như bóng ma. Đều là người của Hầu gia đến thám thính, theo dõi Diệp gia. Tất nhiên, cũng nhìn chằm chằm cảnh giới Thái Hư bí ẩn kia. Đó là sư phụ của Diệp Lan thật ư? Đại trưởng lão đã nói thế thì không thế là giả được. Thật sự không biết Diệp gia chó tắp phải ruồi kiều gì nữa. Đám thám tử này cũng thú vị, đi bên ngoài vần không quên nói ý chuyện phiếm. Cảnh giới Thái Hư không phải là vị tiên bình thường, muốn thâu tóm Diệp gia sẽ rất khó. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân vẫn còn lẳng lặng nằm trong lòng Diệp Lan. Diệp Lan không dám đụng vào, sợ quấy nhiêu mộng đẹp của ân nhân. Đêm dài tĩnh lặng, cô ta mới cẩn thận dịch chuyến tay mình, nhẹ nhàng đẩy mái tóc dài của Triệu Bân, lần đầu tiên quan sát thanh niên này một cách nghiêm túc, chẳng hiểu tại sao khi nhìn mặt ản nhân cô ta lại có cảm giác rất quen. Dường như được giấu ở một nơi nào đó sâu trong ký ức cô ta, khiến cô ta có cảm giác đau. Long Phi. Triệu Bân nói mớ, giọng hắn khàn khàn, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống. Diệp Lan chậm rãi thu tay lại, hắn đang gọi tên một nữ tử khác. Tiên nhân chỉ mới trăm tuổi này cất giấu rất nhiều chuyện xưa. Đêm đã khuya, Triệu Bân mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Giấc ngủ này hết sức sâu, đến tận lúc này đầu hắn vẫn còn choáng váng. Tại sao phải tốt với Diệp gia của ta như thế? Diệp Lan nhỏ giọng hỏi. Bởi vì, cô rất giống với một người bạn cũ của ta, Triệu Bân cười nói. Long Phi hả? Cô biết ư? Lúc nãy người nhắc tên người đó trong lúc ngủ. Đó, là người vì ta mà chết 11. Triệu Bân cầm bầu rượu, rót một ít xuống đất để truy điệu cho công chúa đại hạ. Diệp Lan nghe mà hoảng hốt, trong hoảng hốt còn có chút hâm mộ, chính xác là hâm mộ nữ tử trên Long Phi đó, dù đã chết, dù đã không còn ở nhân thế, nhưng vẫn có một Triệu Tử Long nhớ thương. Cô có rảnh không? Ta mời cô nghe một khúc, Triệu Bân cười nói. Ta, Diệp Lan muốn nói rồi lại. Thôi, có việc gì không ngại nói thẳng. Ta biết, người có một tia sét bất phàm, người có thể cứu ông nội ta được không? Được thôi. Triệu Bân không từ chối, sấm sét vẫn có tác dụng rất thần kỳ với vết thương nguyên thần. Nhưng mà, cũng phải xem coi là bị thương thế nào đã, nếu vượt quá khả năng của thiên lôi thì phải dùng thêm vài biện pháp mạnh. Hai người một trước một sau rời khỏi vườn. Triệu Bân hết sức tự giác, lại trùm kín áo choàng đen. Trên đường đi họ gặp khá nhiều người Diệp gia, ánh mắt những người đó nhìn hân đầy kính sợ. Hôm nay ở đại điện Diệp gia, chính người cảnh giới Thái Hư này đã khiến cao thủ Hầu gia phải quay đầu trở về. Bọn họ cũng tò mò, từ khi nào thánh nữ có một sư phụ cảnh gì ới Thái Hư thế này, còn ra tay giúp đỡ ngay lúc quan trọng nhất nữa. Diệp gia của cô không sạch sẽ, Triệu Bân dùng nguyên thần truyền âm. Cái gọi là không sạch sẽ đó chính là gian tế do thế lực khác xếp vào, từ khi ra khỏi sân nhỏ, luôn có người theo dõi hắn, dù đã ẩn nấp rất cẩn thận nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự nắm bắt của hắn, đó là một đôi mắt đen ngòm, lén lút, cũng hết sức mờ ám, chỉ đơn giản là muốn xác định được lai lịch của hắn. Sau hôm nay ta sẽ đi tìm phụ thân. Diệp Lan khẽ nói, cô ta cũng truyền âm bằng nguyên thần. Nghe giọng cô ta, dường như đã biết Diệp gia có gian tế từ rất sớm. Trước đó không dọn sạch là vì Diệp gia cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không hề e ngại bị người khác nắm bắt tin tức. Nay nguyên khí Diệp gia đã bị tổn thương, cũng nên dọn dẹp sạch sẽ một phen. Tất nhiên, đó cũng là vì lo lắng cho an nguy của Triệu Tử Long. Triệu Tử Long không thể bị lộ, nhỡ đâu Hầu gia phát hiện, cả uy hiếp duy nhất với bọn họ cũng sẽ không còn nữa. Khi hai người xuất hiện lại lần nữa, thì đã một thế giới nhỏ trong địa cung. Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng ho khan dữ dội.
Đó là một ông lão, hơi thở yếu ớt, mái tóc trắng xóa, đang ôm ngực ho ra máu. Đó, chính là lão Tố Diệp gia, Diệp Thương. Vết thương rất nặng. Triệu Bân vừa mới nhìn thấy ông ta đã biết số mệnh Diệp Thương có thể sẽ không tốt, đều do vết thương khiến nguyên thần tuyệt diệt, tu vi rơi xuống cảnh giới động hư, tuổi thọ cũng ngắn lại, có thể nói là họa vô đơn chí, nếu cứ để thế này, không quá 3 tháng, ông ta sẽ chết già. Ông nội Diệp Lan đã nhào tới, đỡ lấy Diệp Thương. Không chết được đâu mà, đôi mắt già nua của Diệp Thương đục ngầu, cố gắng nở một nụ cười gượng. Dứt lời, ông ta lại nhìn sang Triệu Bân. Dù ông ta ở trong thế giới nhỏ, nhưng chuyện Diệp gia ngày hôm nay ông ta cũng biết, người Diệp gia ngạc nhiên và cả ông ta cũng thế, cháu gái nhỏ nhà này là do ông ta một tay chí dậy, ở đâu ra một sư phụ cảnh giới thái hư thế này, chẳng lẽ khi ra ngoài trải nghiệm đã gặp được cao nhân lánh đời nào đó? Suy đoán đó cũng hợp tình hợp lý. Ông ta cũng không hề nghi ngờ gì. Cảm ơn đạo hữu, Diệp Thương vất vả đứng dậy, nhưng có lòng lại không có sức. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Bân cũng tiến lên đỡ lấy Diệp Thương, dùng tiên nhãn xem xét. Lão tiền bối này đã bị thương đủ đường, nhất là nguyên thần bản mệnh, một khe hớ lạnh lẽo từ sọ kéo dài xuống tận ngực, nhưng vết thương còn tản ra luồng sáng u ám lạnh như băng, cố gắng diệt hóa lực nguyên thần của Diệp Thương. Tình trạng này, đừng nói là khép nối nguyên thần, có thể giữ được mạng hay không còn chưa chắc. Thế nào, Diệp Lan nhìn Triệu Bân với ánh mắt mong chờ. Thì với tia sét đó thì không thể chữa khỏi vết thương của ông nội cô, Triệu Bân chậm rãi nói. Gương mặt Diệp Lan lập tức trở nên trắng bệch. Số trời đã thế, Diệp Thương cười mệt mỏi, dù có nghĩ thoáng cách mấy cũng không nỡ bỏ lại tộc Diệp Thị, nếu ông ta chết, người trong tộc sẽ phải an thân ở nơi nào. Cũng không phải là hết cách. Triệu Bân lấy hơi khá lâu, mấy phút sau mới bổ sung thêm. Sấm sét không thể chữa khỏi thì hẳn vẫn còn những thứ mạnh hơn. Cái gọi là mạnh hơn đó chính là tấy phách dịch hồn kình, do hẳn thay đổi từ tẩy tủy dịch cân kinh, có thể tôi luyện nguyên thần, cộng thêm tiên lôi xoay vòng, khép một vết thương lại chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần nguyên thần không sao, mấy vết thương khác đều dê bàn. Van có thể cứu được ư, đôi mặt u ám của Diệp Lan lại sáng lên. Không chỉ mình cô ta, cả Diệp Thương cũng ngước lên theo bản năng, bóng tối tuyệt vọng của ông ta cuối cùng cũng có chút hy vọng nhìn thấy ánh sáng rồi. Có. Triệu Bân cười, tiện tay lấy công pháp tẩy phách dịch hồn kinh ra. Diệp Thương nhận lấy theo bản năng, nhìn lướt qua, sau đó giật mình, cái này con mẹ nó là bí thuật do ai khai sáng vậy, bá đạo quá thế, chỉ mới nhìn cách trình bày tâm pháp thôi đã nhìn thấy sự thần kỳ của nó rồi. Kết hợp với sấm sét vài ba ngày, vết thương nguyên thần sẽ khép lại, Triệu Bân cười nói. Dứt lời, chợt thấy tiên lôi của hắn xuất hiện, xoay quanh người Diệp Thương, nó vừa xoay quanh vừa lải nhải. Này lão già, chờ đến lúc vết thương khỏi rồi thì phải nhớ cho bọn ta chút gì đó nhé. Nghe thế, Diệp Lan ngần người. Người am hiếu nhiều thế sự như Diệp Thương cũng giật mình tròn mắt. Tia sét này thành tinh rồi hả? Nó có được cả cảm xúc linh hồn kia. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, có những lời hắn cũng không tiện nói ra miệng, đế tiên lôi nói thay mình cũng khá là thích hợp, vừa phải lấy tâm pháp ra vừa mượn thêm thiên lôi, dù sao cũng phải cho chút gì đó chứ. Tất nhiên là thế rồi. Diệp Thương cười sang sảng, có hy vọng rồi, trông ông ta cũng trẻ ra nhiều. Ông cũng không chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thầm đọc tâm quyết thép tâm pháp, tiên lôi cũng nhanh chóng chui vào trong người ông ta, tạo thành một mảnh lôi điện, bao lấy nguyên thần Diệp Thương. Gì? Một khi đã bắt đầu vận dụng tẩy phách dịch hồn kinh, nguyên thần sẽ run lên dữ dội. Diệp Thương trầm giọng rên lên một tiếng, khóe miệng chảy đầy máu tươi. Đau. Rất đau. Người khai sáng ra bí pháp này chắc chắn là một kẻ điên. Đó là sự đau đớn đến từ tận linh hồn, còn khó chịu hơn cả lăng trì, có lẽ do quá đau, ông ta lại ho ra mấy ngụm máu, cũng vì quá đau, ý thức của ông ta cũng dần trở nên mơ hồ, thiếu điều thăng thiên về trời. Cũng may. Ham muốn sống còn của ông ta vẫn rất kiên định. Ông ta cũng không sợ chết, mà chỉ sợ người Diệp gia bị người ta bắt nạt, chuyện hôm nay chính là một minh chứng rõ rành rành. Ông ta vẫn còn sống, hầu gia đã không hề kiêng nế gì như thế, nếu ông ta chết rồi, đối phương lại trả điên cuồng thoải mái đánh cướp ư. Ta muốn sống. Chấp niệm đó đã giúp ông ta chống đỡ, Diệp Thương điên cuồng vận dụng tâm pháp. Đau đớn đáng sợ khiến ông ta liên tục kêu rên, cơ thể cũng muốn nứt ra, máu tươi trong người theo khe hở chảy ra ngoài, cả người đầy máu, gương mặt hiền lành trước đó trở nên dữ tợn hơn rất nhiều. Thấy ông mình như thế,
tay Diệp Lan siết thành nắm đấm. Đây rốt cuộc là thứ công pháp gì mà cả một động hư đỉnh phong như ông nội cô ta cũng không thể chịu nổi cơn đau đó. Chịu đựng đau đớn thì mới có thể gặp được cơ may. Triệu Bân nói đầy bí ẩn, hắn đã sớm đoán được tình huống này. Tu luyện tấy phách dịch hồn kinh đau đớn thế nào, hắn là người biết rõ nhất, nhưng sau cơn đau đó, ông ta sẽ cực kỳ thoải mái. Chờ xem. Đến khi dần quen được rồi. Diệp Thương sẽ rất thích cảm giác đau đớn đó. Mỗi một lần đau đều là cơ duyên, là may mắn. Không cần hắn phải nói, Diệp Lan cũng đã trông thấy vết thương nguyên thần của ông nội cô ta dần dần khép lại, tuy tốc độ rất chậm nhưng đúng là nó đang được hồi phục, khỏi hoàn toàn chỉ. Là vấn đề thời gian. Cầm lấy sao chép lại đi. Triệu Bân lại lấy một quyển tẩy phách dịch hồn kinh ra đưa cho Diệp Lan. Ý của hắn rất rõ ràng. Hắn truyền lại cho Diệp ra bộ bí pháp rèn luyện nguyên thần này. Cái này, Triệu Bân dứt khoát như thế khiến Diệp Lan được yêu thương lại sinh ra lo lắng. Mong là sau này cô sẽ bình yên vô sự. Triệu Bân cười, đó là nguyên nhân hắn truyền lại bí pháp này cho Diệp ra. Tộc Diệp thị đã bắt đầu sa sút, bị thương nguyên khí rất nặng. Hắn không muốn Diệp Lan phải sống trong cảnh này. Chỉ có một lý do duy nhất. Diệp ra càng mạnh, Diệp Lan càng an toàn. Cảm ơn. Diệp Lan cười khẽ. Cô ta sẽ cố sống thật tốt. Cô ta sẽ trân trọng gương mặt này vì Triệu Tử Long. Cô ta không phải Long Phi, nhưng cô ta sẵn sàng làm cái bóng của Long Phi. Diệp Lan đã đi rồi, đi đến chỗ Diệp Phong. Sau đó, toàn bộ phủ đệ Diệp gia đều đóng kín cửa nẻo. Ngay sau đó là những tiếng kêu rên thảm thiết, đó là tiếng hét của những gian tế mà thế lực khác gài vào Diệp gia, có người nào tính người đó, tất cả đều bị kéo ra giết sạch. Chờ đến khi chắc chắn không còn nội gián, Diệp Lan mới lấy tâm pháp tẩy phách dịch hồn kinh đã được sao chép đưa cho phụ thản và trưởng lão. Bí pháp thật bá đạo. Cũng như Diệp Thương, tất cả mọi người đều chìm vào khiếp sợ. Sau nỗi khiếp sợ đó chính là bất ngờ và vui vẻ không sao tả được. Trời xanh có mắt. Diệp gia có hy vọng khôi phục lại như xưa rồi. Một đêm này, mọi người Diệp gia đều chìm vào trạng thái bế quan. Chờ bọn họ xuất quan. Thì thực lực đã tăng lên một bậc. Thế giới nhỏ dưới địa cung. Triệu Bản tìm một gốc cây già, ngồi xếp bằng, lấy Thiên Linh Châu ra đế trong lòng bàn tay, chính viên Linh Châu này khiến hai mắt hắn bị mù, đồng lực mất sạch đến nay vẫn không thể hồi phục. Lão đại, nó cứng lắm, Kiếm Long Uyên thoát ra khỏi tử phủ. Đã nhận ra, Triệu Bân rót vào đó chút căn nguyên, định dùng nó để xem xét. Nguyên liệu đúc viên Linh Châu này rất kỳ lạ. So với thứ này thì hẳn tò mò về bí văn trên nó hơn, e là kiếm uy của Long Uyên cũng sẽ bị bí văn này hóa giải. Hắn không biết viên linh châu này có tác dụng gì, chỉ biết nó là một tiên vật bất phàm, nếu không lão đầu chọc đã chẳng kích động đến thế. Hôm nào tìm người hỏi một chút. Triệu Bân thì thầm, còn tiện thế liếc sang Diệp Thương. Lão Tố Diệp gia tất nhiên là người có kiến thức rộng rãi, nói không chừng ông ta biết. Không lâu sau đó. Diệp Lan xách hai vò rượu ngon trở về. Từ rất xa Triệu Bân đã có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, có lẽ là rượu ngon lâu năm, ít nhất cũng phải được ngàn năm rồi, rượu ngon. Tất nhiên ủ càng lẩu thì càng thơm ngon, đây là lần đầu tiên hắn gặp được rượu ngàn năm. Mời người uống rượu, Diệp Lan khẽ cười. Sao ta có thể mặt dày như thế được, nói thì nói vậy, nhưng tay hắn lại rất nhanh. Đúng là rượu ngàn năm, không chỉ thơm ngọt mà còn rất mạnh nữa. Triệu Bân uống một ngụm xuống bụng, thấy trong người như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mới hớp có một ngụm đã lập tức ngã xuống. Diệp Lan mất một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Ít nhiều gì cũng là tiên thế vĩnh hằng mà tử lượng lại tệ như thế ư. Đáp án là không phải đâu. Triệu công tử không uống say, mà là căn nguyên có dị biến. Không thấy huyết mạch có dị tưởng, nhưng căn nguyên hẳn lại quay cuồng, nó đến quá đột ngột khiến Triệu Bản không hề có sự chuẩn bị tâm ý nào. Nên mới bị thứ sức mạnh bí ẩn đó làm cho ngất xỉu. Có dị biến này, không thể nói là chẳng liên quan gì tới vỏ rượu ngàn năm kia. Có trời mới biết người ủ rượu đã bỏ thêm nguyên liệu gì trong đó. Đạo hữu, Diệp Lan khẽ gọi một tiếng. Người nào đó vẫn ngủ như heo, có thể thấy là không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Hay có thể nói là ý thức của hắn là tỉnh, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian trôi qua. Hắn cảm nhận rất rõ cả ý thức của mình cũng dần biến mất, hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ cảm thấy mông lung mờ ảo, như đang bay qua bay lại, thổi tới thổi lui ở một nơi hư ảo. Trong hoảng hốt, dường như hắn trông thấy một cánh cửa cực kỳ lớn,
sừng sững chọc trời, ánh sáng vĩnh hằng bất hủ, rõ ràng có thể nhìn thấy, lại không thế nào chạm đến, dường như nó còn xa hơn cả giấc mơ, mong cầu lại chẳng thế có được. Thật quen thuộc. Triệu Bân thì thào, hình như hắn đã từng thấy cánh cửa khổng lồ đó, cũng đã bước qua. Thậm chí, hắn còn có thể nhớ rõ cảnh tượng bên trong, đó là một tiên vực vĩnh hằng. Ngươi hay quá nhí, có giỏi thì đừng về. Triệu Bân ngước lên nhìn, thấy bên trong cánh cửa có tiếng mắng to. Chẳng hiểu tại sao tiếng mắng đó nghe cũng rất quen thuộc. Ngươi là ai? Ông nội ngươi. Ông nội ngươi. Triệu Bân mặc kệ, cũng mắng trả lại một câu. Cánh cửa đó không còn tiếng vang, như một giấc mơ xa xôi dần tan đi. Ý thức Triệu Bân dần quay trở về, hẳn chớp chớp, chậm rãi mở mắt. Có lẽ do quá choáng váng, hắn phải nằm một lúc lâu mới ngồi dậy, cứ phải bóp trán liên tục. Con mẹ nó đó là giấc mơ ư? Còn nữa, tại sao vô duyên vô cớ lại chìm vào giấc ngủ thế này? Triệu Tử Long. Bên cạnh, Diệp Lan thử kéo lấy Triệu Bân. Lúc này Triệu Bân mới tỉnh hẳn, đảo mắt nhìn quanh, vẫn là thế giới nhỏ dưới địa cung. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Triệu Bân thuận miệng hỏi. Không nhiều không ít, hai ngày một đêm, Diệp Lan khẽ nói. Rượu này của cô cũng nặng quá đó chứ, Triệu công tử chuyến tầm mắt, xách rượu ngon ngàn nằm đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi rượu vẩn nồng như thế. Vẫn thơm và ngọt khiến lòng con người ta say. Nhìn vào trong thế này mới biết bẽn trong có những nguyên liệu gì. Nguyên liệu gì ấy hả? Có lẽ là gốc tiên thảo già. Đây là rượu do nương của bà cố nấu. Nghe nói có bỏ thêm vô tâm tiên thảo, Diệp Lan không hề giấu giếm. Chẳng trách, Triệu Bân thầm nghĩ. Vô tâm tiên thảo không phải là loại thực vật bình thường, nó rất có ích với huyết mạch đặc biệt. E là vò rượu ngàn năm này đã chọc vào huyết mạch của hắn nên mới xuất hiện dị biến căn nguyên. Khí lực trong người hắn và căn nguyên đã trở về bình thường. Cái gọi là dị biến cũng chỉ là giúp căn nguyên trở nên tinh túy hơn một chút. Rượu này tốt nhất đừng nên uống quá nhiều. Có trời mới biết lại có chuyện vô nghĩa gì xảy ra nữa. Khép lại rồi. Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gào thét cách đó không xa. Là tiên lôi của hắn chạy ra khỏi cơ thể Diệp Thương. Nhìn lại Diệp Thương, cả người ông ta rực sáng, không ngờ đã quay về cảnh giới thái hư, ngay cả tử khí xung quanh ông ta cũng đã tiêu tan, bớt đi chút già nua, lại thêm phần sức sống. Khép lại nguyên thần. Lấy lại cảnh giới. Có thể nói là xong hỷ lâm môn. Ông nội, Diệp Lan hết sức bất ngờ, vui vẻ như một cơn gió lao tới. Triệu Bân cũng đi theo, Diệp gia có thể giữ được thế diện rồi. Chỉ mỗi mình Diệp Thương thôi đã có thể khiến tất cả mọi người phải kinh sợ rồi. Muốn diệt tộc thì cũng dễ thôi, nhưng đế lão tổ của họ thoát được, thì đừng hòng có một giấc ngủ ngon. Chẳng hạn như Diệp gia, dám động đến tộc Diệp thị, thì sẽ bị một cảnh giới thái hư. Ám sát đến chết. Cảm ơn đạo hữu. Diệp Thương đã tỉnh, cảm động đến rơi nước mắt. Một bộ tẩy phách dịch hồn kinh đoạt thiên tạo hóa đã kéo ông ta về từ quỷ môn quan. Ta, thứ tốt ông hứa với ỷ bọn ta đâu. Triệu Bân còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy tiên lôi lao ra. Cả Long Uyên cũng không hề ngồi. Yên, quả nhiên, chủ nhân không thế mặt dày nói ra những lời đó, nhưng hai đứa nó lại hết sức lanh lẹ. Tất nhiên là ta không quên rồi. Diệp Thương cười thoải mái. Cũng thật sự nói lời giữ lời. Ông ta phất tay áo một cái, vầng hào quang từ tay áo bay ra, có tiên thạch, đan dược, bí quyến, công pháp, vũ khí. Xuất hiện thành cả ngọn núi nhỏ trước mặt Triệu Bân, lấp lánh ánh sáng. Đạo hữu có thể tùy ý chọn, Diệp Thương cười hiền. Được nha, tiên lôi hết sức, cuốn đi hơn trăm vạn tiên thạch. Long Uyên còn ác hơn nó, tiện thể cu òm đi hơn 10 món vũ khí, tất cả đều là đồ tốt. Chúng làm thế rồi. Triệu công tử cũng không dám mặt dày lấy thêm. Diệp Thương không sót, tất nhiên Diệp Lan cũng không. Ân tình quá lớn, đó là thứ mà tiền tài có thể so sánh được hay sao? Cảm ơn. Lại là hai chữ này, Diệp Lan đã nói không biết bao nhiêu lần. Triệu Bân chí người một tiếng, rất mong thức tỉnh được ký ức kiếp trước của Diệp Lan. Thế này mà là sư đồ ư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.